chương 1331, ta đi gặp một hồi một vị kỳ nhân trước tiên. Tráng hán nghe được một mực thèm nhỏ giải nữ tử thế mà chủ động mở miệng đáp lời, trong lòng vui mừng, các các đại tiếu đạo, coi như hắn ở trước mặt ta, ta cũng dám nói như vậy. Lâm thanh nghiêng nhẹ nhàng nhướng mày, trong giọng nói mang theo một tia trào phúng, nói như vậy, các hạ thật đúng là dũng khí kinh người đâu. Tráng hán dương dương đắc ý ba hoa chích chòe, khỏi cần phải nói, dị vị mà chỗ, ta nhất định làm được so với hắn tốt hơn. Hắn nếu là ở tinh thần thánh điện, tại chính đạo chịu nhục, không chỉ có thể trái ôm phải ấp tương lai vì ta tinh thần thánh điện làm ra càng lớn cống hiến bây giờ lại vì một nữ tử tự bột thân phận hết thảy tính toán đều là thất bại đây không phải là ngu xuẩn là cái gì loại ngu xuẩn này chỉ huy yêu tộc đại quân trách không được sẽ toàn quân bị diệt lâm thanh niên không nghĩ tới ngay cả mình đều nằm thương ngữ khí có chút bất thiện nói a à, nghe ngươi nói như vậy ngươi là cảm thấy mình có thể so sánh hắn làm được tốt hơn tráng hán vỗ ngực một cái lời thề song sắc nói đây là tự nhiên hắn chậm rãi mà đàm đạo, ta nếu là đỉnh lấy cái kia chính đạo thiên chi kiêu tử tiêu giật phong thân thể, không nói trước có thể ngủ tiêu giật phong cái kia hai cái tuyệt sắc sư tỷ, còn có thể cùng cái kia thiên hạ đệ nhất mỹ nhân quản hàng tiên tử liên hệ, há không đẹp quá thay. Đợi một thời gian, lão tử không phải đem những cái kia chính đạo ra vẽ đạo mạo tiên tử đều cho ngủ mấy lần không thể. Kết quả là lãng phí ở thất sát tên kia trên tay. Hắn nói phản phất còn chưa đủ, tức giận bất bình mắng, cái kia tiêu giật phong cũng là đồ bỏ đi, Đường đường chính đạo thiên kiêu số một thế mà bị người đoạt xá. Thương hại hắn cái kia hai cái như hoa như ngọc mỹ nhân cũng không biết bị thất sát đùa bẩn bao nhiêu lần, làm bậy thiên hạ đệ nhất thiên kiêu. Lâm Thanh Nghiên liếc qua càng phát ra âm trầm tiêu giật phong, biết gia hỏa này đá đến thùng thuốc nổ. Tiêu Giật Phong vẫy ngược hắn xem như đạp mấy lần. Nàng chỉ có thể ngữ khí bất thiện nói, hy vọng các hạ thật có thể nói được thì làm được, đến lúc đó đừng ở thất sát trước mặt cũng đừng sợ tè ra quần. Tráng hắn không rõ ý nghĩa, cười ha ha một tiếng. Đắc ý nói, người nào không biết ta huyết thủ nhân đồ quỷ lão nhị tên tuổi. Nghe được cái danh hiệu này, giữa sân không ít người sắc mặt biến hóa, cái này quỷ lão nhị tại trong ma đạo xác thực có chút nổi danh. Hắn mặc dù là một kẻ tán tu, nhưng nghe nói phía sau còn có đại nhân vật bảo bọc, chuyên vì phía sau đại nhân vật làm một chút không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình. Cho nên quỷ lão nhị mặc dù gây thù hằn vô số, nhưng vẫn là nhảy nhót tưng bừng, trách không được sẽ như thế cuồng vọng. Văn sĩ trung niên nghe vậy không khỏi sắc mặt biến hóa, đôi kia sư huynh muội cũng đột nhiên hành quân lặng lẽ không còn dám cùng hắn cãi lộn quỷ lão nhị rất hài lòng giữa sân người đối với mình tên tuổi phản ứng cười đắc ý đối với lâm thanh niên lấy lòng hỏi không biết tiên tử đợi người tới từ phái gì lâm thanh niên chỗ nào không biết hắn điểm ấy tiểu tâm tư lạnh lùng nói ra tiểu môn tiểu phái thôi không đủ nói đến tráng hắn lại không hiểu trong đó ý tứ vội vàng ân cần mời nói ta cùng ba vị đạo hữu gặp nhau hận muộn như vậy hộ tống ba vị đoạn đường như thế nào hắn đây là rõ ràng khi tiêu giật phong người là mới ra đời quả hồng mềm, dự định trên nửa đường giết, đem mỹ nhân chính mình cho hưởng thụ lấy. Tiêu giật phong lắc đầu nói, khả năng này liền không tiện lắm, tại hạ mấy người trở về tinh thần thánh điện. Nghe vậy mọi người sắc mặt khẽ biến, đại hán sắc mặt có chút khó coi, kinh ngạc nói, tinh thần thánh điện. Đạo hữu chẳng lẽ tại tinh thần thánh điện làm việc. Người này mặc dù ngoài miệng nói cùng, nhưng cũng liền xem ở thất sát mặc dù có ma quân tên, thủ hạ nhưng không có thế lực. Đội phá quân cùng tham lang đợi người tới, hắn tất nhiên không dám tỏa sáng như vậy hùng biện. Dù sao hai vị kia ma quân thế nhưng là người ủng hộ chúng, mà lại thế lực cực lớn. Tiêu giật phong biết cái này quỷ lão nhị như vậy Trương Dương nói mình nói xấu, có thể là bị người thù ý, cố ý tại tinh thần trong lĩnh vực đảo loạn lần này vũng nước đục, mang theo dư luận thế công. Loại chuyện này nếu là ở chính đạo an bài một chút người nhỏ yếu cũng có thể làm đến, nhưng nơi này là tinh thần lĩnh vực. Một là sợ lực ảnh hưởng không đủ, hai là vạn nhất một lời không hợp, vô cùng có khả năng xuất sư chưa nhanh liền bị người làm thịt cho nên mới cố ý an bài loại thực lực này người cường đại gieo rắc loại này ngôn luận. Tiêu dật phong lắc đầu nói ra, ta nào có bản lãnh này, bất quá một kẻ người rảnh rỗi thôi. Quỷ lão nhị nghe vậy sắc mặt hơi chậm, yên lòng, đang đánh tính tiếp tục lừa dối cái này ba cái dê béo thời điểm, tử lâu bên ngoài đột nhiên đi vào hai người đến. Hai người này phân biệt một cái lãnh diễm đến cực điểm nữ tử tóc vàng cùng nho nhã tuấn tú nam tử trung niên áo trắng. Hai người nam tuấn nữ đẹp, để cho người ta khắc sâu ấn tượng. Đám người không khỏi sững sờ, một ngày này bọn hắn đều trông thấy bao nhiêu nữ tử tuyệt sắc tại sao lại tới một cái hiện tại tinh thần lĩnh vực nữ tử chất lượng đều cao như thế sao một nam một nữ kia hai người ở trên trận tuần sát một phen khi thấy tiêu giật phong bọn người sau lộ ra nét mừng vội vàng mà đến nữ tử tóc vàng cung kính nói chiến vô song gặp qua ma quân ma quân bình yên vô sự thật sự là quá tốt nam tử trung niên cũng được lễ nói đông hoàng gặp qua thất sát ma quân phụng thánh hậu chi mệnh đến đây nên ma quân cùng thánh nữ về điện thất sát ma quân Nghe vậy, giữa sân tất cả mọi người yên tĩnh trở lại, từng cái sắc mặt đại biến, kính sợ mà cúi thấp đầu, không còn dám nhìn tiêu giật phong bọn người. Tại tinh thần thánh điện có thể có được ma quân danh hiệu người, có thể đếm được trên đầu ngón tay, cái kia nhất định phải đều là đại thừa kỳ trở lên mới có thể có được ma quân danh xưng. Mà chân chính bị thế nhân quen thuộc ma quân, đồng thời có danh hiệu ma quân cũng chỉ có như vậy mấy vị, trong đó có vị này thất sát ma quân. Văn sĩ một bàn kia giờ phút này sắc mặt cực kỳ đặc sắc, nhịn không được nhìn về phía cái kia phát ngôn bừa bãi quỷ lão nhị. Giờ phút này quỷ lão nhị như cha mẹ chết, hận không thể đào cái động chạy đi, nhưng lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, chỉ có thể cứng lại ở đó. Tiêu giật phong không nghĩ tới lại là Đông Hoàng cùng chiến vô song đến đây tiếp ứng, xem ra là Diêu Nhược Yên lo lắng cho mình bọn người trên đường xảy ra vấn đề gì, mới đặc biệt phái người tiếp ứng. Hắn đứng dậy đáp lễ nói, không nghĩ tới là Đông Hoàng Thánh Sứ tự mình đến đây, làm phiền hai vị đường xa mà đến rồi. Ma quân khách khí. Đông Hoàng cùng chiến vô song vội vàng nói. Lâm Thanh Nghiên bốn chỗ nhìn một chút, nếu mày hỏi sương di các nàng đâu đông hoàng tự nhiên biết nàng đang lo lắng thứ gì vội vàng cười nói nam cách cùng gió bất các nàng có nhiệm vụ tại thân không tiện đến đây thánh hậu đặt mệnh ta đến đây nên đón thánh nữ cùng ma quân về điện bởi vì thời gian vội vàng chiến hạm dừng ở ngoài thành còn xin ma quân cùng thánh nữ dời bước tiêu dật phong nhẹ gật đầu đối với lâm thanh nghiên hai người hỏi các ngươi ăn no rồi không có lâm thanh nghiên hòa nhang thiên cầm vốn cũng không phải là vì ăn cái gì mà đến gật đầu nói ăn no rồi đi thôi Tiêu giật phong cười cười nói, chờ ta một chút, ta đi gặp một hồi vị kỳ nhân kia trước. Hắn chậm rãi đứng người lên, ánh mắt của hắn lạnh lẽo, phản phất lưỡi đau sắc bén, để cho người ta không dám nhìn thẳng, để mọi người ở đây đều cảm thấy một hơi khí lạnh. Tiêu giật phong mặt không biểu tình, từng bước một hướng cái kia trước đó cùng vọng ngôn từ quỷ lão nhị đi đến. Trong tủ lâu phản phất nổi lên một cổ vô hình phong bạo, đặt ở trong lòng mọi người, để cho người ta thở mạnh cũng không dám. Chương 1332, Sư Tỷ Chết quỷ lão nhị sắc mặt đại biến cảm nhận được tiêu giật phong trên người tán phát ra khí tức có loại co cẳng bỏ chạy xúc động nhưng chiến vô song cùng đông hoàng hai người khí tức đặt ở trong tràng để hắn không dám động đậy huống chi trước mắt vị này thất sát ma quân cũng không phải một tỉnh dầu đèn hắn nơm nớp lo sợ đứng ở nơi đó đành phải nuốt ngụm nước bọt thấp thỏm trong lòng vạn phần tiêu giật phong dừng ở quỷ lão nhị trước mặt nhàn nhạt nói ra lời nói vừa rồi ta không có quá nghe rõ đạo hữu có thể nói lại lần nữa xem sao hắn mặc dù ngữ khí ấm áp nhưng tất cả mọi người cảm thấy một luồng khí lạnh không tên. Quỷ lão nhị sắc mặt trắng nhật, cố tự trấn định nói, ma quân nói đùa, ta vừa mới không nói gì. Tiêu giật phong ánh mắt càng phát ra sắc bén, giống như lợi kiếm trực chỉ quỷ lão nhị trong lòng. Ta vừa vặn giống nghe được ngươi cảm thấy ta là ngu xuẩn, nếu như ngươi thay thế vị trí của ta, sẽ làm đến tốt hơn, đúng không? Quỷ lão nhị càng là sắc mặt trắng bệch, nguyên lai tưởng rằng chính mình hợp thể đại viên mãn tu vi, có thể tại tinh thần lĩnh vực hoành hành không sợ, ai biết vừa vặn lại đụng phải như thế cái chủ nhỏ tiểu nhân có mắt mà không thấy thái sơn chỉ là nói hô nói vượng mà thôi còn xin ma quân thứ tội tiêu giật phong thất vọng lắc đầu cười nói thứ tội có tội gì đâu nhưng ngươi vừa vặn giống nó sẽ không đổi giọng làm sao đến trước mặt ta lại bắt đầu đổi giọng sao quỷ lão nhị mồ hôi lạnh ứa ra lắp bắp trả lời ta ta vừa mới chỉ là thuận miệng nói nhất thời mê sản mà thôi nhỏ đáng chết còn xin ma quân tha mạng hắn nhanh chóng tay nắm miệng của mình ra tay không lưu tình chút nào khóe miệng máu tươi không ngừng chảy xuống lại không trước đó tùy tiện tiêu giật phong thất vọng nói ra còn tưởng rằng là đầu ngành hán ai biết bất quá là cái phế vật ngươi nếu là từ đầu có khí phách đến đuôi ta còn kính ngươi là một đầu hán tử hắn không tiếp tục để ý quay đầu mang theo lâm thanh niên hai người hướng cửa lớn đi đến quỷ kia lão nhị thở dài một hơi không khỏi may mắn lại có chút xem thường cái này thất sát bất quá cũng như vậy nhưng vào lúc này tiêu giật phong lạnh lùng nói chuyện đến vô song ta về sau không muốn được nghe lại hắn mở miệng nói chuyện Chiến vô song gật đầu nói là thuộc hạ lĩnh mệnh. Quỷ lão nhị bị sợ choáng váng, đại thừa tu sĩ trước mắt, căn bản không dám nói nhảm, trực tiếp bịch một tiếng quỳ xuống cầu xin tha thứ. Ma quân tha mạng, ma quân tha mạng, những lời này đều là có người sai sử ta nói như vậy. Chỉ cần ma quân tha ta một mạng, ta có thể chi tiết đưa tới. Tiêu giật phong bước chân dừng lại, bất đắc dĩ lắc đầu nói, cũng không nghĩ tới hay là thằng ngu, giết đi. Đồ đần này nếu là không có ý định đem người sau lưng khai ra, người phía sau hắn khả năng sẽ còn bảo đảm hắn nhưng hắn mở miệng một khắc này mặc kệ là chính mình vẫn là hắn người sau lưng đều không tha cho hắn tiêu giật phong giết hắn không có bất luận kẻ nào tìm hắn để gây sự một đầu không nghe lời còn cắn ngược lại chủ nhân chó không ai sẽ thích hắn đối với quỷ lão nhị người sau lưng cũng không cảm thấy hứng thú cũng không muốn biết hắn là ai chính mình trở về tinh thần thánh điện có người tìm cho mình một chút ngắn chân đây là không thể bình thường hơn được sự tình nhưng một khi xuyên phá tầng giấy cửa sổ này đến lúc đó song phương đều xuống đài không được, coi như thật không chết không thôi. Dù sao đại nhân vật đều là muốn mặt mũi, muốn thể diện, không có khả năng khiến cho quá khó nhìn. Tiêu giật phong lạnh lùng đi ra ngoài, hít thở sâu một chút bên ngoài không khí mới mẻ, khóe miệng khẽ nhất. Hay là ma đạo tốt, một lời không hợp liền có thể giết người. Quyền sinh sát trong tay cảm giác cũng thực không tồi. Chính mình quả nhiên trời sinh chính là cái ma đầu. Không bao lâu, Đông Hoàng cùng chiến vô song hai người thần sắc bình tĩnh đi ra. Trong tửu lâu lặng ngắt như tờ, tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, mà cái kia phát ngôn bừa bãi quỷ lão nhị, đã sớm không thấy tâm hơi. Tiêu giật phong lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, thản nhiên nói, đi thôi. Mấy người đằng không mà lên, hướng về ngoài thành đổ lấy chiến hạm bay đi. Một đoàn người ngồi lên dừng sát ở ngoài thành chiến hạm, tiếp tục hướng tinh thần thánh điện bay đi. Tiêu giật phong ngồi tại chủ vị, lâm thanh nghiên hòa nhang thiên cầm một trái một phải bồi ngồi ở bên cạnh, chiến vô song cùng đông hoàng hai người ngồi ở phía dưới. Hắn nhìn về phía chiến vô song hỏi, bây giờ thánh hậu cùng thái thượng trưởng lão đều ở trong điện đi. Hồi bẩm ma quân, thánh hậu một mực tại tinh thần thánh điện, thái thượng trưởng lão cũng đã từ thánh hỏa quốc trở về, trước mắt ở trong điện. Chiến vô song nói xong vụn trộn nhìn tiêu giật phong một chút, dù sao lãnh tịch thu cái này hai lần ra điện cũng là vì hắn. Bây giờ trích tinh các nhất mạch đều đã biết thất sát ma quân cùng chính mình người lãnh đạo trực tiếp lãnh tịch thu quan hệ không ít, cả đám đều nghĩ đến làm hắn vui lòng. Tiêu giật phong cười cười, sau đó có chút chột dạ, chính mình trở về có thể hay không bị lãnh tịch thu đánh chết. Hồi tưởng lại chính mình trong khoảng thời gian này bất an, hắn trầm giọng hỏi, gần nhất tinh thần thánh điện có thể có việc đại sự gì? Hồi bẩm ma quân, cũng không có việc đại sự gì phát sinh, lớn nhất sự tình chính là ma quân về điện. Chiến vô song cung kính nói. Tiêu giật phong không khỏi nhíu mày hỏi, cái kia chính đạo đâu? Chính đạo. Ma quân đại náo vấn thiên tông về sau, chính đạo loạn thành một bầy, tự hồ còn lên nội đấu. Chiến vô song gặp tiêu giật phong có chút cảm thấy hứng thú, giải thích nói, vô tương tự Tuệ Minh tại hồi tự trên đường gặp được tập kích, Tuệ Tâm hai người thụ thương, Tuệ Minh bị phế, đời này sợ là lại không cách nào khôi phục. Đông Hoàng cũng kinh thường nói, cái này rõ ràng là chính đạo đấu tranh nội bộ, lại miễn cưỡng nói chúng ta tinh thần thánh điện làm, thật sự là một đám ra vẻ đạo mạo ngụy quân tử. Còn gì nữa không? Tiêu Dật Phong hỏi. Chiến vô song suy tư một chút vừa tiếp tục nói, các phái khác đều hứng chịu tới không ít tác động đến, ra ra không ít nội ứng. Các phái không ít số mệnh tổ chức thành viên bị bắt tới, ngay cả chúng ta Tinh Thần Thánh Điện cũng nhận tác động đến, không ít ám tuyến đều bị rút ra. Bây giờ người vực trung chuyển không chịu nổi, các môn các phái người người cảm thấy bất an, có chút môn phái qua chiến dịch này nguyên khí đại thương, phía sau giống như có Vấn Thiên Tông bóng dáng. Đông Hoàng cười nói, bọn hắn chó cắn chó chính mình tự hao tổn, đối với chúng ta Tinh Thần Thánh Điện cũng là chuyện tốt. Tiêu Dật Phong như có điều suy nghĩ, hắn mặc dù sớm biết Vấn Thiên Tông sẽ không nuốt xuống khẩu khí này, nhưng không nghĩ tới Vấn Thiên Tông tốc độ sẽ như thế nhanh chóng hắn vốn đang coi là vấn thiên tông gặp qua sau lại trả thù ai biết quảng lăng chân nhân sẽ như thế lôi đình thủ đoạn cái này không giống như là quảng lăng chân nhân tác phong làm việc vì cái gì hắn đột nhiên như vậy nóng vội trả thù các phái hắn không khỏi nhíu mày hỏi các phái cứ như vậy hời hợt bỏ qua việc này không có tiếp tục đối với vô nha điện cùng thanh đế thành dây dưa không thả chiến vô song còn tưởng rằng hắn là tại tiết núi không có bốc lên người vực cùng bắt vực nội đấu không có suy nghĩ nhiều bọn hắn các phái không còn dám nhiều hơn bức bách bởi vì vô nhai điện tô diệu tình đã tự thiêu tự tử vấn thiên tông một chút liền nổ không ai dám lại gây thanh đế thành sơ mặt thọ nguyên chỉ còn lại có không đủ trăm năm thanh đế trở về trên đường đi đã giết không ít đuôi mù lại không người dám chọc cái này sắp chết sư tử tiêu dật phong đột nhiên ngây ngẩn cả người ngơ ngác ngồi ở chủ vị phía trên cả người dám vẻ thất hồn lạc phách hắn đã nghe không được phía sau những lời khác đầy đầu chỉ còn lại có một câu quanh quẩn tô diệu tình tự thiêu tự tử sư tỷ chương 1333, là ta làm sai lựa chọn. Tin tức này để tiêu giật phong không khỏi khắp cả người thân lạnh, toàn thân trùng mình một cái. Hắn càng càng mở miệng hỏi, ngươi nói lại lần nữa xem. Tô Diệu tình thế nào? Chiến vô song không rõ ràng cho lắm, nhưng cũng cảm giác được tiêu giật phong trên thân cái kia khí tức không tên, để nàng tâm thần rung lên. Tô Diệu tình tự hồ là khó mà tiếp nhận tiêu giật phong bị ma quân sở đoạt bỏ, tại vô nhai điện sơ tình các tự thiêu mà chết. Tiêu giật phong khó có thể tin, ánh mắt tự hồ muốn nhắm người mà vệ nói có khả năng hay không là hỏi thiên tông thả ra tin tức giả chiến vô song lắc đầu nói hẳn không phải là vô số chính đạo danh túc ở đây nhìn xem mà lại bất tử điểu bản mệnh nghiệp hỏa không tạo được giả ngay cả tô thiên dịch đều kém chút bị thiêu chết cuối cùng vẫn là vấn thiên tông thanh tùng xuất thủ mới khốn trụ hỏa thế tô diệu tình cũng đã thần hồn câu diệt tiêu giật phong trong mắt thần quan dần dần ảm đạm đi tay không tự giác nắm chặt lan can toàn thân khí huyết cuồn cuộn Nhan Thiên cầm tự nhiên biết cô dịu tình tại Tiêu Dật Phong trong lòng địa vị, không khỏi đau lòng nắm chặt tay của hắn. Lâm Thanh Nghiên thì khoác tay áo đối với Đông Hoàng cùng Chiến Vô Song nói, các ngươi đi xuống trước đi. Bây giờ Tiêu giật Phong tình huống rõ ràng không thích hợp, tiếp tục như vậy nữa rất nhanh ngay cả cảm xúc cũng vô pháp khống chế, nàng chỉ có thể tranh thủ thời gian đuổi người. Đông Hoàng cùng Chiến Vô Song không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là cung kính lui xuống, đem không gian để lại cho ba người. Nhưng hai người đều như có điều suy nghĩ bộ dáng rõ ràng là đã nhận ra tiêu giật phong không thích hợp bất quá bọn hắn rõ ràng não động còn chưa đủ lớn ý nghĩ còn dừng lại tại rất nhạc phương diện chẳng lẽ thất sát ma quân thật đối với nữ tử kia động tình sau khi hai người đi tiêu giật phong rốt cuộc nhịn không được một nguồn máu ói ra hồn bay phách lạc nói sư tỷ sư tỷ chết hồi tưởng lại trong lòng mình cảm giác bất an tiêu giật phong lập tức minh bạch cổ này bất an nơi phát ra nguyên lai là sư tỷ không có ở đây giật phong ngươi tỉnh lại một chút còn có số mệnh chi môn Lâm Thanh Niên vội vàng nắm chặt tay của hắn an ủi. Tiêu Dật Phong mừng rỡ, lên dây có tinh thần đứng dậy, trực tiếp triệu hồi ra số mệnh chi môn. Lực lượng luân hồi, linh lực triều tịch. Hắn trực tiếp đem ác chủ bài toàn dùng tới, tại chính mình đỉnh phong thời điểm một chưởng đặt tại số mệnh chi môn bên trên. Âm dương luân chuyển, sinh tử như khói, câu hồn khiển phách, số mệnh luân hồi. Mở một cánh phiên bản thu nhỏ số mệnh chi môn xuất hiện ở trên thuyền, tản ra quỷ dị mà khí tức cường đại. Lâm Thanh Nghiên biết Tiêu Dật Phong đã trong lòng đại loạn, ngay cả che lấp số mệnh chi môn cũng bất chấp, vội vàng ra tay giúp hắn che lấp số mệnh chi môn khí tức. Tiêu Dật Phong không lo được càng nhiều, trầm giọng nói, âm dương vô thường, nghe ta ra lệnh, câu hồn phái phách, Tu diệu tình. Xiên xích vùi đầu vào trong hư không, trận trận xiên xích âm thanh bên tai không dứt, tản mát ra khí tức quỷ dị. Vấn Thiên Tông vô nhai điện. Từng đạo mắt thường không cách nào nhìn thấy xiên xích từ trong hư không bay ra, trận trận gió lạnh rít gào những xiềng xích này hướng về thiêu đốt bên trong sơ tình các bay đi xuyên thấu qua thái thượng trưởng lão thiết trí bình chướng lại đâm vào từng đạo thiên đạo chi lực bên trên phản phất bị kích thích đến một dạng thiên đạo chi lực ngưng tụ trở thành trật tự thần liên cùng số mệnh chi môn xiềng xích dây dưa dù sao lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa số mệnh chi môn xiềng xích ba lần bốn lượt tiến công đều bị trật tự thần liên bắt buộc lui cuối cùng hay là tiêu dật phong thực lực không đủ mạnh không cách nào hoàn chỉnh khu động số mệnh chi môn tăng thêm khoảng cách vượt qua quá xa truyền đạt đến vô nhai điện lực lượng quá yếu, dẫn đến số mệnh chi môn không phải trật tự thần liên đối thủ. Mà tô diệu tình thần hồn mảnh vỡ cũng đã hóa thành vô biên nghiệp hỏa, để số mệnh chi môn không có chỗ xuống tay, cuối cùng cũng chỉ là từ trong lửa đoạt ra một tia hồn quang. Tiêu giật phong bên kia thể nội linh lực như là nước chảy trôi qua, lại bị linh lực triều tịch chỗ bổ về, nhưng hắn tóc dài cũng mắt trần có thể thấy rất nhiều ra từng sợi tóc trắng. Hắn vốn cũng không nhiều thọ nguyên, bị tức đoạt không ít, trên thân xuất hiện tan tác khí tức. Ngươi điên rồi, mau dừng tay, còn như vậy ngươi sẽ chết. Lâm Thanh Nghiên xông lên phía trước, ngăn cản hắn tiếp tục thiêu đốt sinh mệnh, lại bị hắn đẩy sang một bên. Tiêu Dật Phong thần sắc dữ tợn nói, chết thì chết, ta nhất định phải cứu nàng trở về, đều là lỗi của ta, hại chết nàng. Lâm Thanh Nghiên miếng môi một cái, thần sắc bi thương mà nhìn xem hắn hỏi, ngươi có thể làm nàng chết, vậy chúng ta thì sao, quản hàng đâu? Sơ mặt đâu? Nàng nước mắt từ trên mặt trượt xuống, ngươi nếu là chết có thể cứu về nàng còn chưa tính, ngươi bây giờ dạng này là không có ý nghĩa. Ngươi dạng này xứng đáng sơ mặt sao? Xứng đáng vì ngươi mà chết người sao? Nếu quả thật có ai hại chết nàng, đó là ta. Đều là ta không nghe ngươi nói, đều là chính ta chạy loạn, mới có thể quấy nhiễu hôn sự của ngươi, hại chết nhiều người như vậy. Nhìn xem tự trách lâm thanh nghiên, tiêu giật phong trong tay lực lượng chậm rãi ngừng lại, đem lực lượng luân hồi trả lại trở về. Cái này cũng không trách ngươi, đây là số mệnh lực lượng, là thiên đạo lực lượng. Không có ngươi, còn có sự tình khác, là ta làm sai lựa chọn ta cái này hại người thất sát liền không nên trên đời này. Nàng là bị ta hại chết, ta trở thành thất sát nhất định phải hiến tế một người, ở kiếp trước là ngươi, một thế này là nàng. Nhìn thấy hắn rốt cuộc bình tĩnh lại, Lâm Thanh Nghiên trong mắt mang nước mắt nói, chúng ta hiến tế chính mình, không phải là vì để cho ngươi tìm chết. Ngươi nhìn ta hiện tại không là tốt rồi việc tốt lấy sao? Nàng cũng vẫn là có hy vọng. Mặc kệ nàng có thể hay không trùng sinh, nàng đều không biết hy vọng nhìn thấy ngươi dạng này. Ngươi chỉ cần đủ mạnh, cho dù là nghịch chuyển thời không, cùng một thế này một dạng lần nữa tới qua, cũng chưa hẳn không thể cứu nàng. Tiêu giật phong nhìn xem lâm thanh niên, nhớ tới sơ mặt, nhớ tới liễu hàng yên, nghĩ đến tất cả đối với mình người tốt, không khỏi như là một chậu nước lạnh dội xuống. Mình đích thật không có tư cách lại tùy hứng, mình đã không phải trước đó lẻ loi một mình. Chính mình chết xong hết mọi chuyện, nhưng các nàng đâu? Ai đến bảo hộ các nàng? Tiêu giật phong chậm rãi thu tay về, mất đi linh lực ủng hộ số mệnh chi môn đóng lại, vô số xiền xích trở về, lại cũng chỉ là mang về tô diệu tình bộ phận thần quan, ngay cả thần hồn mảnh vỡ đều không có. Hắn không còn duy trì số mệnh chi môn, số mệnh chi môn hóa thành lưu quang phi trở về trong thức hải của hắn, không nhúc nhích. Nhìn xem vậy cùng tịch nhan một dạng, chỉ có một tiêu hồn quang, tiêu giật phong không khỏi thất tha thất thẻo ngã trên mặt đất. Nếu như không có bất luận cái gì thần hồn trở về, nói rõ tô diệu tình bình yên vô sự, nhưng bây giờ lại mang về không ít hồn quang. Điều này nói rõ tô diệu tình thật không có ở đây, chỉ là không biết vì cái gì, thần hồn của nàng không cách nào bị mang về. Có lẽ là thần hồn của nàng đã bị cái kia so số mệnh chi hỏa còn bá đạo nghiệp hỏa đốt sạch. Có lẽ là cả hai khoảng cách quá xa, khoảng cách nàng tử vong thời gian quá lâu, thần hồn đã không cách nào ngưng tụ. Lâm Thanh Nghiên Hòa Nhan Thiên Cầm đi tới muốn đỡ lên hắn, nhưng hắn lại khoát tay áo nói, "Thanh Nghiên, Thiên Cầm, ta không sao, các ngươi để cho ta lẳng lặng." lặng. Nhan Thiên Cầm lo âu nhìn xem hắn, cuối cùng ừ một tiếng nói, "Có chuyện gì ngươi tìm ta?" Lâm Thanh Nghiên thì tỉnh táo rất nhiều, chỉ là nói khẽ, ngươi nghĩ thoáng điểm, việc này chưa hẳn không có chuyển cơ. Tiêu giật phong cũng không ngẩng đầu lên khàng khàng nói, ta đã biết. Chương 1334, để toàn bộ thế giới cho nàng chung cùng. Lâm thanh niên lôi kéo ngang thiên cầm đi ra ngoài, trong đại sảnh chỉ còn lại có tiêu giật phong một người, hết thảy đều yên lặng xuống tới. Tiêu giật phong lặng lặng ngồi ở chỗ đó, hồi tưởng lại thuở nhỏ cùng tô diệu tình cùng một chỗ từng ly từng tí. Trong lúc bất tri bất giác, nước mắt không ngừng từ hắn gương mặt chảy xuống. Đều tại ta, nếu như không phải ta, sư tỷ sẽ không chết, đều là lỗi của ta. Tô Diệu tình một cái nhăn mày một nụ cười tại trong ốc nàng lướt qua, phản phất còn có thể nghe được nàng thanh âm. Nhưng nghĩ đến nàng đã hương tiêu ngọc vẫn, hai người sinh tử tương cách, hắn liền khó chịu không thể thở nổi. Giờ phút này tiêu giật phong lòng như đau cắt, mãnh liệt tự trách không ngừng vọt tới, cảm nhận được Tô Diệu tình tuyệt vọng. Tại sao mình đã cảm thấy sư tỷ có thể tiếp nhận mất đi nỗi thống khổ của mình? Vì cái gì đã cảm thấy chính mình quay đầu thời điểm, nàng nhất định vẫn còn chờ đợi mình nếu như không phải là của mình cùng vọng tự đại sư tỷ cũng không cần chết nếu như mình có thể sớm một chút nói cho nàng thân phận của mình nàng liền sẽ không vì vậy mà tự vẫn hắn nắm chặt nắm đấm móng tay cắm vào lòng bàn tay máu tươi không ngừng nhỏ xuống nhưng căn bản không có khả năng làm dịu hắn một tơ một hào thống khổ tiêu giật phong như đồng hành thi đi thịt bình thường đi vào luân hồi trong tiên phủ tìm được mạnh bà hắn hiểu rõ tô diệu tình nàng không có yếu ớt như vậy sẽ không dễ dàng như thế tìm chết trong đó nhất định có kỳ quặc mà đối với thiên đạo hiểu rõ nhất không thể nghi ngờ chính là mạnh bà. Mạnh bà trông thấy hắn cái dạng này cũng giật nảy mình, bất quá rất nhanh liền hiểu rõ ra. Là có người bị hiến tế đi. Nghe mạnh bà nói như vậy, tiêu giật phong xác nhận ý nghĩ của mình. Hồi tưởng lại thiên đạo nói tới tế phẩm, hắn không khỏi nắm chặt nắm đấm, cắn răng nói đây hết thảy là thiên đạo dở trò quỷ. Mạnh bà thanh nhẹ một tiếng nói, ngươi đem sự tình nói một chút, ta lại phán đoạn một chút. Tiêu giật phong cố gắng bình phục tâm tình, trầm trọng đem chính mình biết hết thảy nói ra mạnh bà nghe xong thở dài nói tự như lời ngươi nói ta cơ hồ có thể phán đoán việc này hoàn toàn chính xác có ngoại lực tham gia mà nguồn ngoại lực này rất có thể chính là thiên đạo bởi vì hắn muốn thúc đẩy ngươi cái này thất sát giáng thế tiêu giật phong đối với cái này không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn hắn vốn là hoài nghi việc này cùng này thiên đạo có quan hệ mạnh bà lại đột nhiên nhớ ra cái gì đó nghi ngờ nói ngươi nói tô sư tả là lúc trước cùng ngươi cùng một chỗ tiến đến luân hồi tiên phủ tiểu cô nương thu hoạch được minh hoàng huyết dịch cái kia tiêu giật phong như là bắt được cây cỏ cứu mạng bình thường nói đối với chính là nàng bất quá sư tỷ lấy được là bất tử điểu huyết dịch không phải cái gì minh hoàng huyết dịch việc này chẳng lẽ còn có chuyển cơ mạnh bà giải thích nói ta biết một cái tên là minh hoàng bất tử điểu tiểu cô nương kia lấy được bất tử điểu huyết dịch chính là đến từ nàng đây là năm đó túc tôn cùng với nàng đánh cược từ trên tay nàng thắng tới tâm đầu huyết bị hắn phong ấn tại tam sinh thạch bên trong tiểu cô nương kia hẳn là nàng chuyển thế thân cho nên mới có thể từ tam sinh thạch lấy đi giọt máu kia lúc đó ta còn muốn cùng với nàng nhiều lời vài câu đâu nói đến đây nàng cổ quái nhìn xem tiêu giật phong trong lòng cũng dâng lên một loại cảm giác hoang đường vì cái gì túc tôn hết thảy đều ở bên cạnh hắn hội tụ chính mình băng hoàng minh hoàng số mệnh luân hồi quyết hắn thật không phải túc tôn chuyển thế thân sao tiêu giật phong nhưng không có nghĩ nhiều như vậy mà là khẩn trương hỏi vậy nàng hiện tại đến cùng tình huống như thế nào mạnh bà hỏi người nói số mệnh chi môn không cách nào tìm tới thần hồn của nàng Tiêu giật phong tâm thần bất định bất an gật đầu nói, đối với, ta dốc hết toàn lực cũng chỉ là tìm tới một tia hồn quang, đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra. Mạnh bà như có điều suy nghĩ nói, nàng thân là Minh Hoàng chuyển thế, thần hồn không dễ dàng như vậy tán đi. Minh Hoàng năm đó được xưng là không chết Minh Hoàng, càng đánh càng mạnh, niết bàn trùng sinh đối với nàng mà nói rất dễ dàng. Cho dù là một giọt máu, một sợi hồn quang, một đạo ngọn lửa, nàng đều có thể chết bụi phục nhiên. Mà số mệnh chi môn một chút thần hồn đều không thể bắt lấy, chỉ có thể nói có sức mạnh đang quấy rầy nàng trở lại nhìn xem tiêu giật phong buồn bã nói lực lượng này là cái gì không cần nói cũng biết tiêu giật phong gằn từng chữ một trời đạo mạnh bà gật đầu nói đối với chính là thiên đạo chỉ có nó có thể ngăn cản bất tử điểu trùng sinh để số mệnh chi môn không công mà lui tiêu giật phong bắt được trọng điểm trầm giọng hỏi nói như vậy sư tỷ nàng còn có hy vọng không có triệt để hồn phi phách tán Mạnh bà ừ một tiếng nói, bất tử điểu bất tử bất diệt, sẽ chỉ yên lặng, sẽ không tử vong. Nhưng nếu là bản mệnh hỏa dập tắt về sau, sinh ra lần nữa khả năng liền không còn là ngươi muốn người. Dù sao năm đó Minh Hoàng vẫn lạc về sau, mặc dù nghiệp hỏa lại cháy lên, nhưng xuất hiện lại là sư tỷ của ngươi, mà sư tỷ của ngươi không có một tơ một hào nhớ lại chuyện cũ trước kia dáng vẻ. Năm đó trông thấy Tô Diệu Tình lấy đi Minh Hoàng huyết dịch, nàng còn có chút kích động. Ai biết nàng một chút không có thức tỉnh dáng vẻ, nàng mới không có lộ diện cùng Tô Diệu Tình gặp nhau. Tiêu giật phong cao mày nói, cái kia bản mệnh hỏa diễm có thể thiêu đốt bao lâu? Mạnh bà lắc đầu nói, không biết, năm đó Minh Hoàng vẫn lạc về sau, nếu như không phải túc tôn xuất thủ dập tắt, sợ là có thể thiêu đốt trên vạn năm. Sư tỷ của ngươi là tân sinh bất tử điểu, ai cũng không biết có thể thiêu đốt bao lâu, nhưng trong thời gian ngắn sẽ không có chuyện gì. Tiêu giật phong trong mắt hàng mang lóe lên, ổn định lại tâm thần, chỉ cần tô diệu tình còn có hy vọng, vậy là được. Hắn từ mạnh bà nơi này đạt được vượt quá tưởng tượng tin tức, bất quá vẫn là phải đi xác nhận việc này. Nghĩ tới đây, hắn liền muốn ra ngoài tìm Lâm Thanh Niên điều tra rõ việc này. Mạnh bà lại ngăn lại nói, ngươi nghĩ kỹ. Ngươi nếu là cứu nàng, nhất định phải để thiên đạo trật tự triệt để sụp đổ. Tiêu giật phong ngăn cản bước chân, có chút bực bội mà hỏi thăm, này thiên đạo đến cùng muốn làm cái gì? Nó đến cùng mưu đồ gì? Hắn không rõ vì cái gì rõ ràng đã ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ thiên đạo còn muốn cho chính mình cái này thất sát xuất hiện. Rõ ràng mình xuất hiện sẽ chỉ tăng tốc thế giới diệt vong, nhưng thiên đạo nhưng vẫn là thúc đẩy chính mình sinh ra thậm chí càng để cho mình đối với nó căm thù đây chính là thiên đạo vô tư chỉ cần là theo thời thế mà sinh dù là đối với nó có hại cũng nghĩa vô phản cố mạnh bà thần sắc cổ quá nhìn xem tiêu giật phong buồn bã nói ai biết được bây giờ là thiên đạo bản năng vận chuyển ai cũng không biết vì cái gì có lẽ đây chính là thiên đạo vô tư đi lại hoặc là ngươi vai trò nhân vật so trong tưởng tượng của ta quan trọng hơn tiêu giật phong không quan tâm thiên đạo mưu đồ gì cũng mặc kệ thiên đạo xuất phát từ ý tưởng gì nhưng kết cục đều là nó đưa đến sư tỷ tử vong càng là ngăn trở tô diệu tình phục sinh nếu như nói trước đó tiêu dật phong còn có muốn cứu vớt một phương thế giới này ý nghĩ bây giờ thì với cái thế giới này thiên đạo không có chút nào hảo cảm muốn cứu tô diệu tình nhất định phải để thế giới trật tự sụp đổ thiên đạo quy tắc triệt để đứt gãy đây không phải đúng dịp sao chính mình chính là loạn thế này thất sát a à. tiêu dật phong không khỏi giữ tận nở nụ cười nói mặc kệ hắn mưu đồ gì ta giống như ước nguyện của hắn, để thế giới này triệt để sụp đổ. Ngươi không hối hận. Đây chính là diệt thế tai họa. Mạnh bà hỏi. Sư tỷ chết, ta liền làm cho cả thế giới cho nàng chung cùng. Tiêu giật phong âm thanh lạnh lùng nói. Hắn vừa dứt lời, từng đạo thuộc về thất sát khí vận thông qua không có đóng lại luân hồi tiên phủ thông đạo rơi vào tiêu giật phong thể nội. Chương 1335, quay về tinh thần thánh điện. Tiêu giật phong cảm thụ được từng đạo khí vận ngưng tụ, chậm rãi nắm chặt nắm đấm hắn rốt cuộc quyết định phá hư thế giới này ổn định, gia tốc thiên đạo sụp đổ. Trước đó hắn còn có điều do dự, nhưng nếu thiên đạo động trước vẫy ngược của chính mình, liền đừng trách chính mình không khách khí. Cái này không chỉ là vì cứu tô diệu tình, càng là vì từ phương thế giới này rút ra lực lượng bản nguyên hoàn thiện luân hồi tiên phủ. Hắn nhất định phải nhanh để cho mình số mệnh luân hồi quyết đạt tới tầng 5 trở lên, dạng này mới có thể nối liền bên trên luân hồi tiên phủ. Luân hồi tiên phủ mới có thể tại diệt thế tai ương người trung gian toàn tự thân, đến lúc đó dù là thiên băng địa liệt, cũng cùng tiêu giật phong không quan hệ. Trước đó hắn cũng chỉ muốn bảo toàn người bên cạnh. Về phần lực lượng bản nguyên bị rút đi, thế giới sụp đổ, cái kia cùng hắn hà kiên. Thất sát không phải liền là làm chuyện này sao? Chính mình luôn không khả năng đem cái này phá thiên đạo cứu sống, lại để cho hắn tới bắt bóc chính mình. Mạnh bà nhìn xem đằng đằng sát khí tiêu giật phong, bất đắc dĩ thở dài nói, người đây rốt cuộc là nghịch thiên mà đi hay là thuận thiên mà vì. Tiêu giật phong lạnh lùng nói, mặc kệ nó. Ngoại giới bên trong, thất sát tinh quang mang đại phóng. Chẳng lành huyết sắc quan mang ở trong trời đêm sáng chói chói mắt, đưa tới không ít người chú ý. Kiên cơ các bên trong, Lý Đạo Phong một bộ áo bào trắng đứng chắp tay, nhìn xem đầy trời trong tinh thần sáng chói chói mắt thất sắc, khóe miệng có chút dương lên. Thất sắc, cuối cùng vẫn là được thắp sáng, hủy diệt trước thịnh thế muốn tới. Không phá thì không lập, chỉ có tại phá diệt bên trong mới có thể tìm được một chút hy vọng sống, tại trong hủy diệt trùng sinh, một lần nữa nở rộ. Thất sắc như vậy, tô diệu tình như vậy, vùng thiên địa này cũng là như thế hắn không còn nhìn nhiều, quay người đi vào thiên cơ các bên trong, hắn muốn tiến hành bước kế tiếp lạc tử. Như là đã quyết định vì thiên hạ thương sinh mà vào cục, hắn liền sẽ không có bất kỳ do dự. Hắn muốn trên thế gian các kỳ thủ thức tỉnh trước đó, bố trí xuống đầy đủ quân cờ, là chúng sinh mưu một chút hy vọng sống. Về Bắc Đế thành trên đường, Vân Băng Tuyền ngẩng đầu nhìn cái kia chói mắt huyết sắc quang mang, cũng cười đứng lên. "Tô sư muội, ngươi nhìn, ngươi trong lòng hắn là trọng yếu như vậy, dù là chỉ là một tin tức đều đầy đủ để hắn điên cuồng." Ngươi lấy sinh mệnh đổi lấy thiên đạo phù hộ, ta tin tưởng hắn sẽ thật tốt trân quý. Ta có thể vì hắn làm, cũng chỉ có những thứ này. Sau đó, ta làm người hoàng, nên vì ta thiên hạ này thương sinh suy nghĩ. Vốn cho rằng vạn năm trước dẫn đầu nhân tộc đối kháng yêu tộc, kẻ hở cầu sinh, đi về phía huy hoàng đã đủ khó khăn. Ai biết vạn năm sau lại muốn đối mặt càng thêm nghiêm trọng tình huống, thiên đạo sụp đổ, thiên địa về với bụi đất, quả thực là không cho đường sống. Thật sự là số khổ A. À. Tinh thần lĩnh vực. Mấy chiếc đánh lấy tinh thần thánh điện cờ xí chiến hạm một đường phá không mà đi, có hai vị đại thừa cùng không ít tinh vệ hộ vệ, không người nào dám đánh đoàn người này chủ ý. Tiêu Dật Phong một đoàn người tung tích cũng bị thế nhân biết, biết bọn hắn đã trở về tinh thần thánh điện, cũng bởi vậy đưa tới không nhỏ oanh động. Trên chiến hạm yên tĩnh, liên tiếp mấy ngày, Tiêu Dật Phong đều tự giam mình ở trong điện, không nhúc nhích như là tượng đá bình thường. Lâm Thanh Nghiên lấy cớ Tiêu Dật Phong đang bế quan cũng cố cảnh giới đuổi tất cả mọi người, nhưng trong lòng cũng lo lắng không thôi. Nhan Thiên cầm càng là mắt long long nhìn môn kia, để Lâm Thanh Nghiên cảm thấy ánh mắt nếu có nhiệt độ, môn kia sợ là muốn bị nàng dung. Tới gần tinh thần thánh điện, tại Lâm Thanh Nghiên không nhịn được nghĩ xong cửa thời điểm, Tiêu Dật Phong cuối cùng từ bên trong đi ra. Hắn giờ phút này bởi vì quá độ sử dụng lực lượng luân hồi, mặc dù không có đến thọ nguyên hao hết tình trạng, nhưng cũng tóc mai điểm bạc, nhìn qua già nua không ít. Hơi có vẻ mệt mỏi đôi mắt, tăng thêm thái dương mấy sợi tóc trắng, ngược lại càng làm cho hắn tăng thêm mấy phần thành thục mị lực. Nhan Thiên cầm thấy thế đau lòng không thôi, cắn môi đỏ, một bộ khổ sở lại không dám mở miệng dáng vẻ. Ngươi không sao chứ? Lâm Thanh Nghiên nhìn xem hắn lo lắng hỏi. Tiêu giật Phong nhẹ nhàng cười nói, ta không sao, để cho các ngươi lo lắng. Nhìn hắn thật nghĩ thoáng, Lâm Thanh Nghiên cũng thở dài một hơi, thở dài một tiếng nói, ngươi để cho ta tra, ta đã điều tra xong. Tin tức là thật, vô nhai điện hoàn toàn chính xác thiêu đốt lên bất tử điểu bản mệnh nghiệp hỏa, không có gì không đinh, không ai có thể đến gần. Nghe vậy Nhan Thiên cầm kinh ngạc nhìn xem nàng, không rõ vì cái gì nàng còn muốn nói loại những lời này kích thích Tiêu giật Phong. Tiêu giật Phong nghe vậy lại nhãn tình sáng lên, nghiệp hỏa như cũ đang thiêu đinh, nói rõ sư tỷ còn tại trong ngọn lửa. Chỉ cần hỏa diễm bất diệt, sư tỷ liền còn có thể cứu. Chính mình là thời điểm tìm người thay mình cho trong ngọn lửa thêm củi, cam đoan Tô Diệu Tình bản mệnh hỏa diễm không diệt. Ứng cử viên của người này hắn đã nghĩ kỹ, chỉ chờ chính mình trở lại tinh thần thánh điện, lại an bài xong xuôi. Gặp Lâm Thanh Nghiên hai người đều có chút lo lắng hắn nói khẽ, các ngươi yên tâm, ta không sao. Thần sắc hắn bình tĩnh, thậm chí trong mắt đều không có quá nhiều ba động, lại càng làm cho Lâm Thanh Nghiên lo lắng. Nàng nhẹ nhàng ôm một hồi hắn, ôm nhu nói, ngươi còn có chúng ta đâu. Nhan Thiên Cầm cũng đi tới ôm lấy hắn, muốn cho hắn một chút lực lượng. Tiêu Giật Phong về ôm hai người, thản nhiên nói, ta biết. Ta sẽ không lại để cho người ta tổn thương các ngươi một sợi lông. Hắn không có đầu óc phát nhiệt, trực tiếp xông về vấn thiên tông. Bởi vì tại giải quyết thiên đạo chi lực trước đó, trở về cũng là là chuyện vô bổ, sẽ chỉ dựng vào càng nhiều đồ vật. Hắn cũng không có thời gian đắm chìm tại đau xót bên trong, sợ lại bởi vậy mất đi nhiều thứ hơn. Hắn đem thống khổ chôn sâu đáy lòng, hóa thành đối với thiên đạo cùng số mệnh cừu hận. Coi ta là đau sứ đúng không, coi chừng lưỡi đau sắc bén, cắt đầu của các ngươi. Nếu khi tiêu giật phong không bảo vệ được bất luận kẻ nào, vậy hắn lựa chọn làm thất sát. Hắn lần này trở về tinh thần thánh điện mục tiêu chỉ có một cái. Đó chính là thừa dịp bệnh tôn ngủ say trong lúc đó, tận khả năng suy yếu số mệnh tổ chức đem sao trời thánh điện lực lượng giữ tại trong tay mình nếu chính đạo không trông cậy được vào cũng chỉ có thể đi chính mình quen thuộc đường xưa địch nhân của hắn không chỉ có mệnh tôn còn có không biết bao nhiêu năm sau thức tỉnh thiên đạo sứ giả cùng tùy thời trở về túc tôn đối phó số mệnh tổ chức cần nhân thủ nhưng đối phó với túc tôn bọn người cùng thiên đạo sứ giả cũng chỉ có dựa vào ngành thực lực vì kế hoạch hôm nay chỉ có mau chóng tăng thực lực lên mới có thể bảo vệ người bên cạnh mà tinh thần thánh điện thì là trên thế giới này, có thể làm cho hắn nhanh nhất tăng thực lực lên địa phương. Mấy ngày sau, đợi đến tiêu giật phong trở lại tinh thần thánh điện lúc, chỉ gặp mãi mãi nơi xa tại trạng vạn tối dưới bóng đêm, tinh không sáng chói nổi bật từng dãy chỉnh tề tinh vệ. Cái này mấy ngàn tinh vệ đều nhịp, từng cái trên thân khí thế bất phàm, để cho người ta thấy mà sợ, không hổ là tinh thần thánh điện trung ương quân đoàn. Tại tinh vệ phía trước nhất đứng đế Diêu Nhược Yên cùng lãnh tịch thu hai người, hai người bọn họ phía sau là tinh thần thánh điện các vị cao tầng trong đó có tham lang phá quân hai vị phó điện chủ cùng mặt khác ba vị thánh sứ cùng thất tinh các 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 chủ trong đó có phụ trách thiên quyền các thánh tử hoa vân phi xem như thiên tuyền các các chủ lâm thanh niên giữa sân trừ bỏ bị tiêu giật phong hố chết diêu quan các các chủ rộng hơi chân nhân mặt khác thất tinh các các chủ đều tới đông đủ cái này phô trương có thể nói là tinh thần thánh điện cao nhất quy cách trong thấy đội hình này vấn thiên tông thái thượng trưởng lão đều được quay đầu liền đi điều này nói rõ tinh thần thánh điện cho đủ tiêu giật phong tôn trọng nên tiếp tràn diện to lớn để hắn đều có chút kinh ngạc. Chương 1336, giảng giải. Nhìn thấy tiêu giật phong bọn người lộ diện, vô số tinh vệ chỉnh tề nửa quỳ đón lấy, đồng nói, cung nên thất sát ma quân trở về. Tiêu giật phong thần sắc bình tĩnh khẽ gật đầu, cùng lâm thanh nghiên hòa nhang thiên cầm cùng một chỗ bay về phía lãnh tịch thu bọn người. Đi vào hai vị này đứng tại tinh thần thánh điện chi đỉnh nữ tử trước mặt, hắn cung kính hành lễ nói, thuộc hạ gặp qua thánh hậu, gặp qua thái thượng trưởng lão. Diêu nhược yên nhẹ gật đầu, cười nói, ma quân trở về quả nhiên là việc vui một kiện. Lãnh tịch thu nhìn hắn một cái, chỉ là lạnh lùng nhẹ gật đầu, nói trở về liền tốt, ta còn tưởng rằng ngươi chết ở bên ngoài đâu. Tiêu giật phong khẽ mỉm cười nói, thái thượng trưởng lão tri ngộ chi ân thuộc hạ còn chưa báo đáp, lại nào dám chết. Lãnh tịch thu nghe vậy sắc mặt hơi chậm, tức giận nói, bất lắm mồm. Nói đến so hát êm tai. Tiêu giật phong thần sắc nghiêm túc nói, thái thượng trưởng lão minh giám, thuộc hạ câu câu phế phủ. Lâm thanh nghiên hừ lạnh một tiếng, đối với hai người này mắt đi mày lại cực kỳ bất mãn, còn kém không có nếu lấy tiêu giật phong lỗ tai đi. Diêu Nhược Yên không để lại dấu vết nhìn Lâm Thanh Nghiên một chút, gặp nàng ánh mắt phức tạp mà nhìn mình, mỉm cười. Thanh Nghiên, lần này để cho ngươi chấp hành nhiệm vụ, bất đắc dĩ tuyên bố ngươi là tinh thần thánh điện phản đồ, ngược lại là ủy khuất ngươi. Nàng lời này cho Lâm Thanh Nghiên lối thoát, hướng đám người cho thấy trước đó hết thảy bất quá là tinh thần thánh điện tự biên tự diễn một tuồng kịch mà thôi. Lâm Thanh Nghiên cũng như nàng sở liệu, đáp ứng hành lễ nói là thánh hậu phân ưu chính là thuộc hạ ứng tận chi trách dư nhược yên cười cười tuyên bố từ hôm nay khôi phục thánh nữ lâm thanh niên tại tinh thần thánh điện hết thảy chức năng vẫn như cũ trưởng quản thiên tuyền các đám người cùng kêu lên xưng là cũng không có cái gì dư thừa cử động xem ra đã sớm đạt được tương quan tin tức lâm thanh niên cùng tiêu dật phong không giống với nàng tại tinh thần thánh điện nhiều năm đã sớm có đầy đủ căn cơ đám người đã sớm quen thuộc nàng tồn tại dù là lâm thanh niên không tại cũng sẽ có mới thánh nữ tiếp nhận còn chưa nhất định có lâm thanh niên làm tốt. Cùng bồi dưỡng một cái không biết sẽ bị ai khống chế tân nhiệm thánh nữ, còn không bằng để lâm thanh niên tiếp tục đảm nhiệm cái này thánh nữ cho thỏa đáng. Mặc dù cũng có giống tạ đỉnh, chu văn hàng bọn người có khác tính toán, nhưng lâm thanh niên không có phạm bất luận cái gì sai, bọn hắn dù là muốn chỉ trích cũng không có cách nào. Diêu nhược yên hướng mọi người nói, hôm nay xong hỷ lâm môn, thất sát ma quân mang theo thanh niên thánh nữ trở về. Bổn hậu đặc biệt sai người ở trong điện chuẩn bị tiệt trụ cùng người khác điện chủ các chủ cùng nhau hai vị bày tiệc mời khách. Tiêu Dật Phong cùng Lâm Thanh Nghiên không mình hành lễ, đồng nói, tạ thánh hậu hậu ái. Một lát sau, tinh thần sơn bên trên tinh thần thánh điện bên trong, tinh thần thánh điện cao tầng tề tụ một đường. Đám người theo thứ tự ngồi xuống, ánh nến chập chờn, nương theo lấy cầm sắc thanh âm, không khí nhẹ nhõm. Diêu Nhược Yên ngồi ngay ngắn ở trên cùng trên bảo tọa, ung dung hoa quý, nhìn xuống chúng nhân, hiện lộ rõ ràng nàng tại tinh thần thánh điện địa vị. Lãnh Tịch Thu thì ngồi tại nàng bên tay trái phía dưới, dưới một người, trên vạn người, thần sắc lạnh lùng mà cao ngạo, ánh mắt như lãnh nguyệt giống như thanh lãnh. Tiêu giật Phong yến hội này nhân vật chính thì cùng Tham lan cùng phá quân hai vị phó điện chủ bình khởi bình tọa, có thể thấy được Diêu Nhược quyên đối với hắn coi trọng. Hắn nhìn bên cạnh quen thuộc đám người, nội tâm không có chút rung động nào, bình chân như vậy một chút không có cảm giác thụ sủng nhược kinh. Những người khác theo thứ tự gạt ra, lấy thất tinh các vị trí sắp xếp, Nhan Thiên Cầm lúc đầu không có ngồi vào vị trí tư cách, cũng bị an bài một cái dựa vào sau vị trí. Mấy vòng nâng ly cạn chén cùng lời khách sáo về sau, Dư Nhược Yên trong ánh mắt để lộ ra một tia thâm ý, dường như có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm, không biết ma quân lần này là như thế nào thoát hiểm. Nàng đây coi như là hỏi trong lòng mọi người nghi hoặc, tất cả mọi người không khỏi đều nghiêng tai lắng nghe. Tiêu giật phong tự nhiên hay là bộ kia thuyết pháp, có chút xấu hổ nói, nói ra thật xấu hổ, thuộc hạ sớm tại Bắc Đế thành một trận chiến trước liền đã lưu lại chuẩn bị ở sau. Lúc đó vốn là cẩn thận lý do, một tay nhàn kỳ thôi, không ngờ thật đúng là có đất dụng võ. Diêu Nhược Yên ồ một tiếng, hỏi, không nghĩ tới ma quân dĩ nhiên như thế mưu tính sâu xa, sớm lưu lại chuẩn bị ở sau. Thế nhưng là ngươi cùng cái kia tiêu giật phong đồng thời mất tích thời điểm. Trải qua nhắc nhở của nàng, đám người cũng nhớ tới cái tin này, lúc đó tiêu giật phong cùng thất sát trước sau chân mất tích, xem ra chính là bị khống chế. Tiêu giật phong gật đầu nói, chính là, chỉ là không nghĩ tới cái kia tiêu giật phong thần hồn kiên cố như vậy, dẫn đến ta rơi vào trong trạng thái ngủ say lâu như vậy. Cuối cùng làm trễ nải chiến sự, quả thật tại hạ sai lầm, ta vốn định lấy công chuộc tội, đoạt xá tiêu giật phong làm nội ứng. Không ngờ cuối cùng thất bại trong gan tất, bị vạch trần đi ra, thuộc hạ hành sự bất lực, còn xin thánh hậu trách phạt. Diêu nhược yên nghe, cũng mặc kệ thật hoặc giả, chỉ là nhàn nhạt cười một cái nói, việc này không trách được ngươi, chỉ là thực sự đáng tiếc. Lãnh tịch thu giống như cười mà không phải cười nói, này làm sao có thể trách ngươi đâu. Nghe nói thất sát ma quân là vì cứu thanh niên thánh nữ mới có thể tự bộc thân phận, ngược lại để người kính nể đâu. Ánh mắt của nàng nghiền ngẫm, mang theo một chút trêu chọc. Lâm Thanh Niên sắc mặt đỏ lên, nhưng lại không chút nào lúng cúng, nhìn Tiêu Dật Phong một chút, tự nhiên hào phóng đứng lên. Lần này đích thật là ta vô ý rơi vào số mệnh tổ chức chi thủ, làm trễ nải ma quân đại kế, xin mời thánh hậu trách phạt. Tiêu Dật Phong khoát tay áo nói, việc này sao có thể trách thánh nữ, đều do cái này đáng chết số mệnh tổ chức, tận hỏng chuyện tốt của ta. Diêu Nhược Yên trông thấy Lâm Thanh Niên đối với Tiêu Dật Phong thân mật thái độ, cùng Tiêu Dật Phong đối với Lâm Thanh Niên giữ gìn, trong lòng không khỏi lột bột một tiếng trong đôi mắt đẹp của nàng toát ra một tia lo âu, từ tiêu giật phong liều lĩnh tự bột thân phận cứu lâm thanh niên bắt đầu, nàng liền biết giữa hai người này có vấn đề. Chỉ là không nghĩ tới phiền phức này tự hồ còn không nhỏ. Làm mẫu thân, nàng là tuyệt không nguyện ý trông thấy lâm thanh niên cùng tiêu giật phong vượt qua được gần. Không chỉ có bởi vì hắn cực kỳ nguy hiểm, càng bởi vì tiêu giật phong cùng lãnh tịch thu ở giữa thật không minh bạch, cũng không biết hai người đến cùng là quan hệ như thế nào. Lãnh tịch thu giờ phút này phong kinh vân đạm ngồi tại trong ghế, bình tĩnh uống trà, tự hồ một bộ buồn bã yểu xìu dáng vẻ. Nhưng từ lãnh tịch thu khi biết thất sát tinh chết thời điểm cái kia liều lĩnh thái độ, nàng liền biết hai người này không đơn giản. Diêu Nhược Yên có chút tâm phiền, chỉ có thể thản nhiên nói, việc này không trách các ngươi, chỉ đổ thừa số mệnh tổ chức thực sự quá càng rỡ. Tiêu Dật Phong đứng dậy trầm giọng nói, Thánh Hậu nói cực phải, số mệnh này tổ chức quả nhiên là cuồng vọng đến cực điểm, không đem ta tinh thần thánh điện coi là chuyện đáng kể. Cũng dám thao túng ta tinh thần thánh điện, bắt ta tinh thần thánh điện thánh nữ, hỏng ta tinh thần thánh điện chuyện tốt. Thật sự là kinh người quá đáng. Diêu nhược y nghe vậy nghiêm sắc mặt, nhược hữu sở chỉ nói ra, ma quân an tâm chớ vội, bổn hậu tự sẽ hảo hảo cùng số mệnh tổ chức tính sổ sách một phen. Thanh âm của nàng lạnh lùng như băng, lộ ra một cổ sát ý, làm cho người không khỏi rùng mình một cái. Trong tràng đám người thần sắc khác nhau, có ít người sắc mặt biến hóa, hiển nhiên có chút bất an. Chương 1337, Thất sát lai lịch. Tiêu dật phong nhìn xem tại đỉnh lão gia hỏa kia trong lòng hừ lạnh một tiếng. Gia hỏa này tuyệt đối là số mệnh tổ chức thập điện Diêm Vương hàng ngũ, chỉ là không biết là thứ mấy điện Diêm La. Diêu Nhược Yên uy nghiêm liếc nhìn giữa sân đám người, không thể nghi ngờ nói, nếu hôm nay người đủ, ta cũng liền nói thẳng. Bổn hậu dự định tại Tinh Thần Thánh Điện mới thành lập một điện, chỉnh đốn Tinh Thần Thánh Điện nội bộ, nhổ trong điện số mệnh tổ chức thành viên. Chư vị có ý kiến gì không? Tại đỉnh các loại thất tinh các các chủ đã sớm muốn khác mở một điện, bây giờ có hy vọng tiến thêm một bước, trở thành mới một điện chi chủ, tự nhiên là quan tâm đến cực điểm. Tại Đỉnh hỏi vội, không biết Thánh hậu dự định để người nào chủ quản cái này một điện. Diêu Nhược Yên ngữ khí bình tĩnh, nhưng lời nói ra lại làm cho trong lòng mọi người thật lâu không cách nào bình tĩnh. Tự nhiên là thất sát ma quân, hắn chiến tích nổi bật, lao khổ công cao, nên luận công hành thưởng. Bổn hậu muốn lập thất sát là tinh thần thánh điện phó điện chủ, thành lập thất sát điện, chuyên môn đối phó số mệnh tổ chức. Chư vị cảm thấy có thể thỏa đáng. Nghe vậy, dưới trận sắc mặt của mọi người nhao nhao khẽ biến, tại đỉnh bọn người càng là thất vọng. Mặc dù bọn hắn sớm đã biết tiêu giật phong sau khi trở về sẽ chiếm theo một vị trí, nhưng lại không nghĩ tới đúng là cao như vậy địa vị. Không người nào nguyện ý phân mỏng quyền lực trong tay mình, đặc biệt là ở trên đỉnh đầu tăng thêm một tòa núi lớn loại chuyện này. Chu Văn hàn đứng lên, nghi ngờ dò hỏi, xin hỏi Thánh Hậu, cái này thất sát điện địa vị như thế nào? Diêu Nhược Yên nhàn nhạt nói ra, gần với tinh thần điện, cùng tham lan điện, phá quân điện cùng cấp, ở vào thất tinh các phía trên. Thiên cơ các các chủ hứa tỉnh nguyên hiếu kỳ hỏi, không biết cái này thất sát các nhân viên dự định an bài như thế nào đâu. Đám người nghe vậy không khỏi nghiêng tai cung nghe, dù sao đây chính là đại sự, dù sao nếu là từ các điện các các điều nhân thủ nói, vậy coi như là muốn cái mạng già của bọn hắn. Diêu Nhược Yên tự nhiên cũng biết bọn hắn đang lo lắng cái gì, trầm ngâm một lát sau nói, bây giờ các điện nhân thủ không đủ, thất sát điện tự hành chiêu mộ, sẽ không từ các các rút ra nhân viên. Tất cả mọi người nghe vậy không khỏi thở dài một hơi, dạng như vậy vẫn còn có thể tiếp nhận lời như vậy, thất sát liền cùng lúc trước rộng hơi chân nhân một dạng, là cái quan can tư lệnh hữu danh vô thực, coi như hắn bản lĩnh thông thiên cũng không có cách nào lập tức mở rộng đứng lên, trưởng thành trở thành quái vật khổng lồ trong thời gian ngắn không tạo được uy hiếp bờ. À. nhưng dù là như vậy, tại đỉnh hay là không muốn để cho thất sát có loại này bao trùm tại thất tinh các phía trên địa vị, hắn đứng dậy dáng ngôn nói thánh hậu, thất sát ma quân lao khổ công cao, chiến công hiển hách không giả, nhưng thân phận còn nghi vấn, hay là trước tiên cần phải tra ra lại dùng cẩn thận đi hắn mặc dù không có nói đến quá rõ trắng, nhưng giữa sân tất cả mọi người minh bạch hắn ý tứ. thất sát lai lịch quá quỷ dị, không thể không đề phòng. người này tựa như là đột nhiên xuất hiện một dạng, không có lai lịch, không cùng chân, không có bất kỳ cái gì quỷ tích. nhưng vừa đến đã ngồi ở vị trí cao, lấy thực lực cường đại bắt đầu tả hữu tinh thần thánh điện hướng đi. người này khả nghi. tiêu giật phong lạnh lùng quét tại đỉnh một chút, nhàn nhạt hỏi, bản quân lai lịch làm sao lại còn nghi vấn? cái kia thất sát ma quân có dám nói một chút chính mình theo hầu? để cho chúng ta ra một chút. Tạ đỉnh cười lạnh nói. Tiêu dật phong đang định mở miệng nói chuyện, đem chính mình đã sớm chuẩn bị xong thân phận vứt ra. Ai biết tham lan độc nhãn nhắm lại, nhìn chầm chầm tạ đỉnh mở miệng hỏi tạ các chủ là tại chỉ cây dâu mà mắng cây hòe sao. Thế nhưng là đối bản quân có ý kiến gì? Phá quân cũng lạnh lùng nhìn xem tạ đỉnh, ánh mắt nghiền ngẫm, để tạ đỉnh lập tức mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. Dù sao tinh thần thánh điện thân phận thành mê không chỉ là tiêu dật phong một người. Phá quân, tham lam thân phận của hai người cũng là tinh thần thánh điện bí ẩn hai người từng bước một cuộc khởi cuộc khởi trước đó không ai biết bọn hắn lai lịch cuộc khởi đằng sau tất cả hồ sơ đều bị phong tồn chỉ có thánh hậu một người nhưng nhìn hai vị điện chủ bất giận ta không phải ý tứ này hắn cùng hai vị điện chủ không giống với tại đỉnh vội vàng giải thích nói chu văn hàn cũng đứng lên nói tạ các chủ không phải ý tứ này hai vị điện chủ thân phận mặc dù giữ bí mật nhưng ở tinh thần thánh điện trưởng thành hay là có theo có thể ra hắn nhìn thoáng qua tiêu giật phong nói mà thất sát ma quân thì thực sự không phải chúng ta cố ý khó xử ma quân diêu nhược yên lạnh lùng quét hai người một chút có chút hăng hái mà hỏi thăm nói như vậy hai vị các chủ là đang hoài nghi ta dùng người không quan sát thuộc hạ không dám Tại đỉnh cùng chu văn hàng trong lúc nhất thời yên lặng không biết nên nói cái gì là tốt tiêu giật phong cười ha ha một tiếng nói nếu là ta theo hầu trong sạch hai vị các chủ có phải hay không cũng không có cái gì ý kiến Tại đỉnh yên lặng Chu Văn Hàng thì mỉm cười gật đầu nói, đây là tự nhiên. Tiêu Dật Phong cười ngạo nghễ nói, nếu chư vị đối với ta hiếu kỳ như vậy, vậy ta cũng không ngại nói trắng ra. Hắn quay người đối với Diêu Nhược Yên hành lễ nói, còn xin Thánh Hậu cho phép ta công bố thân phận, tránh cho chư vị đồng đạo ngờ vực vô căn cứ bản quân lai lịch. Diêu Nhược Yên có chút dở khóc dở cười, lời nói này đến giống như là tự mình biết hắn thân phận chân thật, còn để hắn giữ bí mật một dạng. Tự mình biết cái quỷ. Nàng gật đầu nói, tốt, bổn hậu đồng ý. Nàng phất phất tay, ra hiệu giữa sân phục thị thị nữ cùng không cho phép ai có thể tất cả lui ra, chỉ để lại tinh thần thánh điện nồng cốt. Ngay cả lãnh tịch thu đều ngồi dậy, nàng ngược lại là hiếu kỳ tiêu giật phong có thể nói ra cái gì trò đến. Tại đỉnh thì cười lạnh nói, tại hạ rửa tay lắng nghe. Tiêu giật phong thần sắc bình tĩnh, lạnh nhạt nói, bản quân thất sát, nguyên danh diệp thần, lạc phong cốc đệ tử. Lời này vừa ra, như là long trời lỡ đất bình thường, một câu hù dọa ngàn cơn sóng, ngồi đầy xôn xao. Thất sát là diệp thần cái kia mặc dù tu vi không cao nhưng tiếng xấu lan xa hái hoa thánh thủ diệp thần diệp thần xú danh tăng thêm đột nhiên cuộc khởi thiên phú để giữa sân phần lớn người đều có chỗ nghe thấy đám người lập tức nghị luận ầm ĩ đứng lên giữa sân lộn xộn vô tự có thể thấy được đám người kinh ngạc lãnh tịch thu cũng không khỏi nháy nháy mắt chính mình làm sao quên vấn đề này lâm thanh nghiên khóe miệng khẽ nhất gia hỏa này xem ra đã sớm chuẩn bị a à. tại đỉnh cũng rất nhanh tỉnh ngộ lại trầm giọng nói ma quân chẳng lẽ đang nói đùa Diệp thần bất quá một cái xuất khiếu tu sĩ, như thế nào lại là ma quân đâu? Tại hạ cũng có nghe thấy, Diệp thần là ma quân đệ tử của ngươi, chẳng lẽ ma quân giết mình đệ tử, thay thế nó thân phận? Chu Văn Hàng hỏi. Tiêu Dật Phong lại mỉm cười, trong mắt tràn đầy cảm khái nói, ta đích xác chính là Diệp thần, tầm thường qua 300 năm, một khi thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, mới biết ta là ta. Hắn lại cười nói, chư vị vì cái gì cảm thấy ta là đại thừa tu vi? Đây bất quá là bản quân một chút thủ đoạn nhỏ thôi hắn thoải mái biểu hiện ra tu vi của mình đến, cũng coi là tự bột nó ngắn, để những người này tin bọn họ đều hơi trầm tĩnh lại. Nhìn xem tiêu giật phong cái kia thực sự hợp thể cảnh tu vi, đám người nhịn không được hai mặt nhìn nhau, có chút khó có thể tin. Hắn rõ ràng đang vấn thiên tông một trận chiến bên trong biểu hiện ra đại thừa tu vi. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Chương 1338, không biết ma quân kiếp trước là vị nào đại năng. Tiêu giật phong ý tứ rất rõ ràng, hắn một mực là diệp thần, chỉ là đã thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước mà thôi kỳ thật hắn sở dĩ làm việc như vậy cũng là bất đắc dĩ. Bây giờ tinh thần trong thánh điện không ít người đang tìm kiếm chính mình theo hầu, không ít người đã đem hắn cùng tiêu giật phong liên hệ. Nếu như hắn giống phá quân cùng tham lan một dạng, từng bước một leo đi lên còn tốt, không làm người khác chú ý, có thể đem chính mình qua lại giấu kỹ. Dù là ngồi ở vị trí cao về sau, Dư Nhược Yên hỗ trợ che lấp hết thảy theo hầu cùng lai lịch. Nhưng bọn hắn tại tinh thần thánh điện nhiều năm sờ soạn lần mò hay là có dấu vết mà lần theo, sẽ không để cho người hoài nghi nó lập trường nhưng tiêu giật phong vừa đến đã ngồi ở vị trí cao, lại không biện pháp ra được theo hầu, ra một cái chỉ có thể ra được tiêu giật phong trên đầu. Cái này dễ dàng để cho người ta đem hắn cùng tiêu giật phong liên hệ. Cái này khiến tiêu giật phong có chút đau đầu, hắn không muốn lại bởi vì chính mình thân phận cho sơ mặt cùng sư phụ bọn người mang đến phiền phức. Cho nên hắn giúp khoát đem ngựa của mình giáp chủ động bộc quang, thất sát chính là diệp thần, diệp thần chính là thất sát. Thất sát không phải trống rỗng xuất hiện, mà là từng bước một trưởng thành hắn cho thất sát là một đầu rõ ràng mà rõ ràng trưởng thành tuyến. Nửa đời trước của hắn là hái hoa thánh thủ diệp thần, một mực tầm thường vô vi, khắp nơi hái hoa, người người kêu đánh. Tiếp cận 300 tuổi thời điểm, đột nhiên thức tỉnh trí nhớ kiếp trước, nhớ lại qua lại công pháp, hóa thân thất sát quấy thế gian phong vân. Bởi vì thực lực không có khôi phục, cho nên một mực dấu tài, ngẫu nhiên mượn dùng kiếp trước lực lượng xuất thủ bố cục thiên hạ. Cuối cùng tại Bắc vực một trận chiến bên trong, thân thể hủy diệt, thừa cơ đoạt xá đối thủ một mất một còn tiêu giật phong ý đồ cướp đoạt hắn hết thảy kết quả thất bại trong gan tất chật vật chạy ra vấn thiên tông trở về tinh thần thánh điện trở thành thất sát đây là tiêu giật phong là thất sát lai lịch cho ra một hợp lý giải thích trình độ nào đó có thể hoàn mỹ giải thích những gì hắn làm dù là hắn đối với tô diệu tình tử vong thất thố cũng có thể giải thích dù sau đó là dâm tặc diệp thần đối với không tới tay nữ nhân nhớ mãi không quên không phải bình thường dù là hắn về sau đối với sơ mặt đám nhân thủ bên dưới lưu tình cũng có thể giải thích được dù sao đó là dịp thần, thương hương tiết ngọc không phải rất bình thường. Nhìn xem không ít người cũng bắt đầu dao động, tại đỉnh cũng có chút sốt ruột. Hắn lớn tiếng nói, hoang đường. Ta cho tới bây giờ chưa nghe nói qua bí thuật gì có thể đem tu vi từ kim đan tăng lên tới đại thừa. Tiêu giật phong khẽ miễn cười nói, tại các chủ chưa nghe nói qua, không có nghĩa là không tồn tại a. À. Hôm nay bản quân liền để các chủ mở mắt một chút. Hắn lực lượng luân hồi gia thân, trong nháy mắt bột phát ra đại thừa lực lượng, thân hình hóa thành một tia sáng, một quyền đánh phía tại đỉnh. Tại đỉnh nơi nào nghĩ tới tiêu giật phong lại đột nhiên hướng hắn xuất thủ bất ngờ không đề phòng bị hắn một quyền đập bay ra ngoài thất tha thất thể mấy bước phun ra một nguồn máu đến hắn vẫn nộ nói ngươi tiêu giật phong dù bận vẫn ung dung thu quyền khẽ mỉm cười nói thật có lỗi ta chẳng qua là cảm thấy dạng này ngươi liền sẽ không cảm thấy ta hào nhoáng bên ngoài trên người hắn khí tức cấp tốc hạ xuống lại biến trở về đến hợp thể cảnh tu vi quỷ dị không gì sánh được để một đám tinh thần thánh điện đám người mở rộng tầm mắt không ít người cũng đột nhiên hiểu rõ ra cách không được thất sát thường xuyên là có thể không xuất thủ liền không xuất thủ nghĩ đến hắn thủ đoạn này cũng là có hạn chế tại đỉnh sắc mặt có chút khó coi mặc dù một quyền này không nặng nhưng lại để hắn ném đi mặt mũi tiêu giật phong khẽ mỉm cười nói nghĩ đến chư vị đối với ta vì sao để ý như vậy thánh nữ cũng tò mò nếu ta chỉ là thất sát tự nhiên cùng thánh nữ không có gì gặp nhau nhưng bản quân một thế này chính là lạc phong cốc đệ tử diệp thần cùng thánh nữ một đường từ vạn phật quốc lại đến vạn yêu sơn mạch cuối cùng tại yêu tộc kề vai chiến đấu Hắn hàm tình mạch mạch nhìn xem Lâm Thanh Nghiên nói, chúng ta tại hoang thiên bí cảnh bên trong đồng sinh cộng tử, chỉ là thánh nữ một mực để ý ta qua lại việc xấu. Lần này vấn thiên tông một chuyện sau, ta tin tưởng thánh nữ hẳn là minh bạch ta đối với nàng tâm ý, hy vọng có thể cho ta một cơ hội. Lâm Thanh Nghiên hợp thời phối hợp mà cuối thấp đầu, một bộ thẹn thùng ngượng ngùng bộ dáng, nhưng trong lòng thầm mắng. Gia hỏa này vung lên láo đến nói thế nào giống như thật. Không được, đến nghiêm tra. Hắn quá sẽ gạt người. Tiêu Dật Phong đây coi như là cho mình không tiếc hết thảy cứu Lâm Thanh Nghiên cử động cho ra cái giải thích hợp lý. Thất sát cứu Lâm Thanh Nghiên không hợp lý, ta Diệp Thần cứu Lâm Thanh Nghiên, rất hợp lý đi. Lời nói này đến đám người bừng tỉnh đại ngộ, ngay cả Diêu Nhược Yên đều tin mấy phần. Hai người này một đường tương ái tương sát ra tình cảm, cho nên về sau Thanh Nghiên liền theo Diệp Thần bỏ trốn. Lãnh Tịch Thu nhìn xem hai người tình ý nồng đậm dáng vẻ, nhịn không được hừ lạnh một tiếng, để đám người như ở trong mộng mới tỉnh. Ngọa Tào, cái này còn có một vị chính chủ a. À cái này thất sát, không đối, cái này diệp thần thật đúng là gan to a. À. Thái thượng trưởng lão đều vì ngươi giết tới người vực, ngươi dạng này ở trước mặt nàng đối với nữ tử khác tỏ tình, thật được không? Tất cả mọi người cảm thấy coi như lãnh tịch thu đem tiêu giật phong giết, bọn hắn cũng không thấy đến kỳ quái. Nhưng lãnh tịch thu nhưng không có xuất thủ, cái này để bọn hắn rất kỳ quái. Xem không hiểu. Nhìn xem trong điện tất cả mọi người tự hồ trong não loạn thành một bầy, nắm tiêu giật phong cùng lãnh tịch thu phúc lưu tại trong điện nhan thiên cầm không khỏi có chút buồn cười người xấu này, ngụy biện nói đến một bộ một bộ, trọng điểm là đều nói đến ra dáng. Chính mình nếu là không biết, cũng phải bị hắn lừa gạt đến. Bất quá, tự mình biết thật là chân tướng sao. Chính mình có thể hay không cũng bị hắn lừa. Nhan Thiên Cầm không khỏi cũng có chút hoài nghi nhân sinh. Gia hỏa này là cà rốt chuyển thế A, một tầng lại một tầng. Tiêu Dật Phong làm sao biết chính mình lâm vào tín nhiệm nguy cơ, hắn khẽ mỉm cười nói, tạ các chủ còn có cái gì nghi vấn. Đã đỉnh hay là không cam lòng nói, thất sát ma quân nếu nói mình chính là diệp thần, cái kia không biết ma quân là ta tinh thần thánh điện vị nào đại năng. Lời này vừa ra tất cả mọi người đồng loạt nhìn về hướng tiêu giật phong, chờ đợi hắn hồi phục. Ngay cả lãnh tịch thu cùng Diêu Nhược Yên cũng không ngoại lệ, dù sao tiêu giật phong gia hỏa này thần bí hề hề, các nàng cũng rất tò mò hắn đến cùng là ai chuyển thế. Chỉ có Lâm Thanh Nghiên hòa nhang thiên cầm trong lòng hai người lột bột một tiếng, khẩn trương không thôi. Lâm Thanh Nghiên mặt ngoài lại bất động thanh sắc, thực tế hoảng đến một nhóm gia hỏa này nào có cái gì chuyển thế, hắn căn bản chính là đến từ hậu thế thất xác ma quân. Nhưng loại chuyện này sao có thể nói ra, nói ra sợ không phải muốn chết. Nhưng không có nói, dù là Tiêu Dật Phong là Diệp thần, nhưng lai lịch cũng không tính được trong sạch. Thế gian đại năng nhiều như thế, chính đạo chuyển thế đến ma đạo cũng không ít. Gặp Tiêu Dật Phong mặt lộ vẻ khó xử, tại đỉnh một bộ dáng vẻ tiểu nhân đắc chí nói, ma quân cũng không nói ra được. Tiêu Dật Phong có chút lúng túng nói, bản quân thực sự không muốn nói ra đến, dù sao đây là cho kiếp trước bôi đen sự tình nhưng nếu tạ các chủ hiếu kỳ như vậy, ta đã nói. Tạ các chủ cần phải đứng ngay ngắn, ta sợ hù đến ngươi. Tạ đỉnh không khỏi ngây ngẩn cả người, thật là có. Thật đúng là dám nói. Hắn cười lạnh một tiếng nói, bản các chủ từ nhỏ dọa lớn, nhận qua tinh thần thánh điện chuyên nghiệp huấn luyện, như thế nào lại tùy tiện bị ngươi hù đến. Chương 1339, nhìn cái gì vậy lại nhìn toàn bộ đánh chết. Tiêu giật phong nhìn xem đám người ánh mắt tò mò, nhắm mắt lại triệu hồi ra trảm tiên, lạnh lùng mở to mắt đám người chỉ nhớ rõ trong chớp nhoáng này tiêu giật phong khí tức trên thân lập tức thay đổi, trở nên lăng lệ không gì sánh được, như là cao cao tại thượng thần linh. Hắn nắm trảm tiên, đạm mạc nói, bản quân tuyệt kiếm cửa, mạc thiên thanh. Phản phất là tại đáp lại hắn câu nói này, giữa thiên địa có từng đạo kiếm chi quy tắc ngưng tụ đến, quay chung quanh ở bên cạnh hắn, đâm vào đám người khắp cả người phát lạnh. Đây là độ kiếp mới có thể điều động kiếm chi quy tắc. Tiêu giật phong cái này nói năng có khí phách lời nói làm cho tất cả mọi người đều hù dọa, tại đỉnh càng là dọa đến lui về phía sau mấy bước. Kiếm ma mạc thiên thanh. Cái kia luyện kiếm tên điên. Giờ phút này tiêu giật phong trên người tán phát ra kiếm khí cùng cái kia cổ cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt linh hồn khí tức, để cho người ta thấy mà sợ. Cái này đích xác là mạc thiên thanh linh hồn khí tức. Không thể giả được. Tất cả mọi người sắc mặt đại biến, bao quát lâm thanh nghiên ở bên trong, đều kinh ngạc nhìn xem tiêu giật phong. Tại lâm thanh nghiên trong mắt tiêu giật phong là như vậy là lẫm, để nàng đều không khỏi dao động đứng lên tiêu Dật phong nhìn xem sắc mặt đại biến tại đỉnh cười lạnh một tiếng nắm trảm tiên tiến lên trước một bước ánh mắt của hắn sâm nhiên mà nhìn xem tạ đỉnh lạnh lùng nói tạ đỉnh năm đó bản quân không giết ngươi cũng không phải để cho ngươi gây phiền toái cho ta nghe vậy tại đỉnh sắc mặt càng là thảm không còn nét người khó có thể tin nói ngươi thật sự là mạc thiên thanh tiêu Dật phong đạm mạc nói tạ đỉnh ngươi sẽ không muốn bản quân đem năm đó không có chém ra một kiếm kia trả lại ngươi ngươi mới tin tưởng ta là mạc thiên thanh đi chung quanh hắn kiếm chi quy tắc càng ngày càng sinh động, phản phất lúc nào cũng có thể sẽ ngưng tụ, chém ra một kiếm, làm cho tất cả mọi người đứng ngồi không yên. Bất quá chỉ có tiêu vật phong tự mình biết, cái đồ chơi này chỉ có thể nhìn, không thể dùng. Hắn chỉ có thể dùng số mệnh luân hồi quyết thôi động mạch thiên thanh thần hồn hấp dẫn bọn hắn, lại không cách nào điều động. Bất quá rất dọa người là được. Tạ đỉnh xem như bị hắn hù dọa, cảm thụ được cái kia quen thuộc linh hồn ba động cùng khí tức, cùng cái kia cuồng ngạo ngữ khí. Hắn tin triệt để tin tưởng tiêu giật phong chính là cái kia kiếm điên chuyển thế tại cái này ánh nắng tươi sáng thời kỳ hắn nhớ tới đã từng bị mạc thiên thanh chi phối sợ hãi nói đến khả tiếu hắn cùng mạc thiên thanh là cùng bối phận thanh niên tài tuấn đã từng quát tháo phong vân tự xưng là vô địch thiên hạ kết quả lại bị mạc thiên thanh một kiếm trảm phá đạo tâm cả đời dừng bước tại đại thừa càng buồn cười hơn chính là đối phương ngay cả kiếm cũng chưa từng rút ra chỉ là một đạo kiếm ý liền để hắn không dám ra tay đạo tâm phá toái nếu như không phải dựa vào vị đại nhân kia trợ giúp, hắn sợ là ngay cả đại thừa đều không đạt được. Chuyện này một mực là trong lòng của hắn bí mật, trừ hắn cùng Mạc Thiên Thanh, không ai biết. Giờ phút này bị tiêu giật phong nói ra, hắn lại không một tia hoài nghi. Cái kia làm kiếm mà thành tên điên trở về. Bao phủ chính mình nửa đời mây đen xuất hiện lần nữa. Hắn nơm nớp lo sợ nói, không nghĩ tới ngươi thế mà không chết. Tiêu giật phong dù bận vẫn ung dung hỏi, tạ à các chủ bây giờ không nghi ngờ bản quân thân phận đi. Có thể cần nối liền một kiếm, không cần, không cần. Ta không nghi ngờ. Tại đỉnh liền vội vàng khoát tay nói. Nói đùa, kiếm ma xuất kiếm, có mấy người có thể còn sống tiếp xuống. Ngồi đầy bên trong, không thiếu năm đó gặp qua mặt thiên thanh vị này kiếm ma người, giờ phút này cũng nhận ra cái này quen thuộc đạo vận. Đám người bừng tỉnh đại ngộ, hết thảy đều sâu chuỗi, kiếm ma ngạo thiên kiếm, huyết sát đột nhiên thiên kiếm, tuyệt ảnh liệt thiên kiếm, những kiếm chiêu này không phải là tuyệt kiếm cửa tuyệt học sao. Trước đó nhóm người mình còn tưởng rằng thất sát là được tuyệt kiếm cửa truyền thừa, không nghĩ tới gia hỏa này trực tiếp chính là tuyệt kiếm cửa sau cùng dư quan, mặt thiên thanh. Cách không được hắn sẽ có trảm tiên, cái kia vốn là là mặt thiên thanh bội kiếm. Cách không được hắn có thể bộc phát ra đại thừa thực lực, bây giờ đó là đã từng độ kiếp cao thủ, có có chút tài năng không phải bình thường. Hắn hẳn là đạt được kiếp trước di vật, cho nên mới sẽ có như thế nhiều chuẩn bị ở sau. Cái này cũng khó trách thánh hậu coi trọng hắn như vậy, cho cao như vậy lễ ngộ, đây chính là đã từng độ kiếp cao thủ. Lãnh tịch thu cũng chỉ ngây ngốc mà nhìn xem hắn, có chút dở khóc dở cười. Đây là cái kia không nói cậu thả cười, không có chút nào làm người khác ưa thích tiểu thí hài. Nàng là gặp qua Mạc Thiên Thanh, khi còn bé Mạc Thiên Thanh từng theo lấy sư tôn hắn cùng đi đi tìm lãnh tịch thu. Mạc Thiên Thanh sư tôn một mực si mê với lãnh tịch thu, dù là lãnh tịch thu bị trấn áp về sau, cũng tìm được vô tương tự, thậm chí còn suy tính ra là tòa nào trấn yêu tháp. Chỉ là đáng tiếc chưa xuất sư đã chết, Lâm Chung còn đem việc này phó thác cho Mạc Thiên Thanh, chỉ là nhờ vả không đúng người. Mạc Thiên Thanh sư tôn dùng tiêu giật phong lời nói tới nói. Bựa lưỡi rất dày, là cái già thiểm cẩu. Hắn bản ý là dùng Mạc Thiên Thanh tới kéo gần cùng lãnh tịch thu quan hệ, kết quả có thể nghĩ. Lãnh tịch thu vốn cũng không ưa thích tiểu thí hài, huống chi là đầu gỗ một dạng thối túng thối chảnh chứ tiểu thí hài. Cho nên lãnh tịch thu dù là tra được trảm tiên sau cùng chủ nhân là Mạc Thiên Thanh, thật đúng là không có đem tiêu giật phong cùng Mạc Thiên Thanh liên hệ tới. Gia hỏa này là nam lớn 18 biến sao. Không ít người cũng nhớ tới Mạc Thiên Thanh sư tôn vấn đề này, không khỏi cổ quái nhìn xem lãnh tịch thu. Mặt Thiên Thanh đây là kế thừa sư tôn di chí. Công lực sư tôn hắn ưa thích nữ tử. Sư tôn hắn nếu là dưới suối vàng có biết, sợ là sẽ phải chết không nhắm mắt đi. Đừng nói cái gì miễn cười cửu tuyền, bách quan tài sợ là đều ép không được a. À. Những này ánh mắt cổ quái để lãnh tịch thu có chút tức giận. Nhìn cái gì vậy, lại nhìn toàn đánh chết. Giữa sân bình tĩnh hồi lâu, Chu Văn Hàng kịp phản ứng, cấp tốc tất cung tất kính nói, không nghĩ tới kiếm ma tiền bối còn ở lại chỗ này thế gian, thật sự là ta thánh giáo chi đại hạnh. Nghĩ đến kiếm ma tiền bối chi năng, nhất định có thể cấp tốc trở về đỉnh phong, một lần nữa mang ta tinh thần thánh điện lại sáng tạo huy hoàng. Hắn đây là rõ ràng muốn đem tiêu giật phong mang lên, gác ở trên lửa nướng. Người đây chính là độ kiếp cảnh tiền bối, sao có thể đối với thánh hậu cúi đầu xưng thần đâu. Thánh hậu, đây chính là độ kiếp cao thủ, hay là từng theo tinh thần thánh điện đối nghịch tuyệt kiếm môn kiếm ma. Ngươi cứ như vậy nhìn xem hắn khôi phục sao. Còn không nhanh nhẹn giết chết hắn đám người nhao nhao nhìn về phía Diêu Nhược Yên, muốn nhìn nàng sẽ làm ra phản ứng gì. Diêu Nhược Yên nhìn như phong khinh vân đạm, thực tế cũng có chút chấn kinh, âm thầm hối hận để gia hỏa này bại lộ thân phận. Lãnh tịch thu bối phận cao hơn nàng còn chưa tính, dù sao cũng là độ kiếp, cho chút thể diện khi thái thượng trưởng lão. Cái này mặc thiên thanh bối phận thế nhưng cao hơn nàng, hay là đã từng độ kiếp cao thủ, tuyệt kiếm cửa người. Bị hắn lộ ra cái chiêu bài này, rất nhiều tuyệt kiếm cửa dư nghiệt sợ là muốn chen chút mà đến. Năm đó tuyệt kiếm tiến cửa thế to lớn, có thể cùng tinh thần thánh điện khiêu chiến, khí diễm không gì sánh được phách lối. Dù là tuyệt kiếm cửa đổ, ngàn năm trôi qua, bây giờ vẫn có không ít thế lực ngầm hiệu trung. Nếu như bị những dư nghiệt này biết mặt thiên thanh còn tại thế, sợ là sẽ phải chen chút mà đến, đến lúc đó phiền phức sợ là không ngừng. Nàng thật đúng là không biết xử lý như thế nào cái này thất sát. Tiêu dật phong tự nhiên biết nàng khó xử, thấy tốt thì lấy, đem chính mình dùng số mệnh luân hồi quyết ngạnh sinh sinh thúc dục kiếm chi quy tắc tán đi. Cả người hắn lại trở nên bình bình đạm đạm, người vật vô hại đứng lên, giống như cười mà không phải cười nhìn Chu Văn Hàn một chút. Chu các chủ, ngươi cái này không đúng. Ngươi cũng không muốn ta gọi ngươi tiểu Chu đi. Chương 1340, ta không trang rồi ta ngã bài. Chu Văn Hàn mặt tối sầm, tiểu Chu là cái quỷ gì? Mà lại ngươi đã hô tiểu Chu tốt a. À? Chẳng qua nếu như lấy mặt thiên thanh thân phận, hoàn toàn chính xác có tư cách gọi hắn tiểu Chu. Tiêu Dật Phong giang tay ra, lộ ra dáng tươi cười bất đắc dĩ nói, lúc đầu dự định lấy người bình thường thân phận cùng các ngươi ở chung. Có thể đổi lấy lại là xa lánh cùng ngờ vực vô căn cứ. Hiện tại ta không giả, ta là kiếm ma mạc thiên thanh, ta ngã bài. Các ngươi vừa sợ sợ hãi co lại, lo trước lo sau. Hắn vỗ vỗ Chu Văn Hãn bả vai nói, cần gì chứ? Lâm Thanh Nghiên nhìn xem hắn tại cái kia âm dương quái khí Chu Văn Hàng bọn người, không khỏi gắt gao cắn môi, cả người không khỏi run nhẹ nhẹ. Bàn tay nhỏ của nàng không ngừng tại trên đùi bóp lấy, tránh cho chính mình cười ra tiếng gia hỏa này cũng quá độc ác đi tiêu giật phong đưa tay dạo qua một vòng tươi cười nói chư vị nhìn ta còn có điểm nào giống kiếm ma nào có người người kêu đánh dâm tặc kiếm ma hắn lắc đầu nói chuyện cũ trước kia đều qua rồi say mê tại kiếm mặt thiên thanh đã chết bây giờ ta chỉ là diệp thần chỉ là thất xác nghĩ đến diệp thần hành động tất cả mọi người không khỏi thần sắc cổ quái còn giống như thật có chút cắt đức a à. say mê tại kiếm kiếm ma cùng tai họa nữ tử hái hoa thánh thủ cái này có thể chấp vá tại một khối sao tiêu dật phong bất đắc dĩ nói đây cũng là ta vì cái gì không nguyện ý bại lộ thân phận của mình nguyên nhân bây giờ ta chỉ làm cho mình trước kia bôi đen ta càng muốn lấy diệp thần thân phận cùng chư vị ở chung vì ta tinh thần thánh điện góp một viên gạch cho nên liên quan tới ta thân phận còn xin chư vị thay ta giữ bí mật đám người nhao nhao xưng là minh bạch gia hỏa này là đem trước chân thế chia cắt ra tới minh sát buông tha hướng thân phận mạc thiên thanh là diệp thần nhưng diệp thần đã không phải là mạc thiên thanh đây là rất nhiều người chuyển thế vấn đề kiếp này làm chủ kiếp trước chỉ là một đoạn ký ức mặc dù có thể hồi ức lên đoạn thời gian kia cũng biết chính mình hành động nhưng rốt cuộc không làm được một dạng cử động cái này giống tuổi nhỏ có thể làm việc ngốc sau khi trưởng thành sẽ chỉ cười đáp lại tiêu dật phong cử động lần này chính là cho diêu nhược yên một cái hạ bậc thang mà thiên thanh không có khả năng đối với ngươi cúi đầu xưng thần nhưng ta diệp thần ta thất sát không để ý diêu nhược yên cũng hiểu ý gật đầu nói, thất sát thân phận bổn hậu một mực biết được, bây giờ chư vị đối với thất sát ma quân thân phận bối cảnh không có gì dị nghị đi. Nàng trọng điểm nhìn xem tại đỉnh cùng chu Văn Hàng, ý vị thâm trường nói, hai vị các chủ sẽ không còn cảm thấy ta dùng người không quan sát đi. Hai người vội vàng nói, thuộc hạ không dám. Nhưng tại đỉnh vẫn còn có chút không cam lòng, sao có thể để đối thủ một mất một còn lại cưỡi trên đầu mình. Hắn trầm giọng nói, khởi bẩm thánh hậu, mặc dù thất sát ma quân lai lịch trong sạch, là ta thánh giáo đại nhân vật chuyển thế. Nhưng mới đến, đối với tinh thần thánh điện còn chưa đủ hiểu rõ, đến một lần liền tiếp nhận cao như vậy vị trí, chỉ sợ không ổn đâu. Diêu nhược yên sắc mặt có chút không vui, dò hỏi, cái kia tạ ơn các chủ có gì cao kiến. Tạ đỉnh đề nghị, bây giờ diêu quan các các chủ vị trí trống chỗ, nếu như không để cho thất sát ma quân đỉnh trước bên trên như thế nào. Diêu nhược yên lắc đầu nói ra, diêu quan các ta có an bài khác, thất sát ma quân hay là thích hợp an bài thất sát điện, việc này bỏ phiếu biểu quyết đi. Vừa dứt lời, tất cả mọi người trầm mặt, hai mặt nhìn nhau súng bắn chim đầu đàn, hay là đi đầu quan sát, tránh cho quá sớm hạ tràng, bởi vậy, bao quát thánh tử hoa vân phi ở bên trong, phần lớn người đều cầm thái độ quan sát. Ta thiên tuyền các duy trì. Lâm thanh nghiên vị này thiên tuyền các các chủ không có gì bất ngờ xảy ra mà tỏ vẻ thái độ ủng hộ, nàng cùng tiêu giật phong quan hệ không ít, nàng duy trì đám người cũng không giật mình. Tham Lan cũng đột nhiên đứng lên nói, thất sát đạo hữu thực lực không tầm thường, thủ đoạn cao siêu, ta tin được hắn, ta tham lang điện duy trì. Phản phất phản ứng dây chuyền một dạng, phá quân cũng thản nhiên nói bản điện cùng thất sát đạo hữu cộng sự một trận đối với hắn năng lực cực kỳ bội phục ta phá quân điện cũng duy trì hai vị phó điện chủ đều duy trì cử động lần này để đám người vội vàng không kịp chuẩn bị dù sao nếu nói thất sát thượng vị đối với người nào ảnh hưởng lớn nhất không thể nghi ngờ chính là hai vị khác phó điện chủ hai người này đột nhiên công khai duy trì xem ra đã sớm đạt được thánh hậu thù ý cái gọi là biểu quyết chỉ là đi cái quá trình thôi tựa như là đang nghiệm chứng ý nghĩ của bọn hắn một dạng ngay cả luôn luôn không can dự chính sự thần binh đường lớn lao sư cũng đứng dậy. Hắn lớn tiếng nói, thất sát ma quân là một cái khó được toàn phương diện nhân tài, ta lão mạc không bội phục ai, liền phục thất sát ma quân, ta thần binh đường duy trì ma quân. Hắn nói xong hướng tiêu giật phong mỉm cười, cũng làm cho tiêu giật phong có chút băn khoăn, dù sao mình thế nhưng là muốn hố chết hắn. Lão mạc A, ngươi đây là bị bán còn giúp người đếm tiền A. Bốn vị thánh sứ ngược lại là không có bất kỳ cái gì tỏ thái độ, bởi vì tại tinh thần trong thánh điện thánh sứ là không có bất kỳ cái gì quyền lực. Bọn hắn mặc dù địa vị cao thượng, thực lực cao cường, nhưng lại chỉ thuần phục thánh hậu, không cách nào tham dự vào tinh thần thánh điện bất luận là quyết sách gì bên trong. Diêu Nhược Yên nhìn về phía lãnh tịch thu, cười hỏi, không biết thái thượng trưởng lão là ý gì gặp. Lãnh tịch thu cười như không cười cười cười, nói ra, ta không có ý kiến gì. Thất sát là một nhân tài, chiến công hiển hách, là tinh thần thánh điện lập xuống công lao hãng mã. Hắn lẽ ra đạt được tương ứng địa vị. Diêu Nhược Yên cùng lãnh tịch thu đều tỏ thái độ sau, lại có hai vị phó điện chủ duy trì, tinh thần thánh điện hơn phân nửa người lập tức biểu thị duy trì. Có thể thấy được hai người đối với tinh thần thánh điện lực thống chế hay là đầy đủ. Chỉ có Chu Văn Hàng, tại đỉnh đám người sắc mặt có chút khó coi, cuối cùng nhưng vẫn là bất đắc dĩ đáp ứng. Thấy mọi người đều đáp ứng, Diêu Nhược Yên lúc này mới lên tiếng, hướng tiêu dật phong hỏi, ma quân có thể có hứng thú trong lúc chức. Tiêu dật phong tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý, đứng dậy chắp tay hành lễ nói, được thánh hậu hậu ái, khá có không nhận chi lễ. Chỉ là Ma quân có cái gì lo lắng không ngại nói thẳng. Diêu Nhược Yên thản nhiên nói, "Không một đố gột nên hồ, Thánh hậu để cho ta tự lập một điện, nhưng người thích hợp mới sợ là khó tìm, ta muốn để Thánh hậu cho ta mấy cái đặc thù mời chào danh ngạch." Tiêu Dật Phong mở miệng nói. Diêu Nhược Yên suy nghĩ một lát, ý vị thâm trường nhìn Tiêu Dật Phong một chút, không nghĩ tới hắn già như vậy luyện, lập tức đã tìm được điểm mấu chốt. Nàng đối với người thông minh từ trước đến nay thưởng thức mỉm cười gật đầu nói tốt ta cho ngươi trăm người hạ thấp danh ngạch cùng mười người đặc biệt danh ngạch tiêu dật phong nghe vậy không mình hành lễ nói thuộc hạ lĩnh mệnh tạ thánh hậu ân tứ diêu nhược yên cười nhẹ nhàng nói đã như vậy vậy chuyện này cứ như vậy định ra tới mong rằng thất sát điện chủ về sau nhiều hơn vì ta tinh thần thánh điện bày mưu tính kế mở mang bờ cõi tiêu dật phong trầm giọng nói thuộc hạ tất không phụ thánh hậu kỳ vọng cao diêu nhược yên rất là hài lòng đem thân là tuyệt kiếm cửa mạc đại môn chủ mạc thiên thanh tất vào dưới trướng cái này không thể nghi ngờ đối với nàng danh vọng có rất lớn tăng lên. Tinh thần trong lĩnh vực tuyệt kiếm cửa dư nghiệp cũng không cần lo lắng bọn hắn có thể lật sóng gió gì, đây là một công nhiều việc sự tình. Nàng phân phó nói, Vân Phi, các ngươi diêu quan các chọn tốt thời gian, tùy ý cử hành sắc phong đại điển, chính thức thụ phong, tuyên cáo thiên hạ.